Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa quen thuộc và tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Ngọc Trân có tựa đề cô vợ sao trời. ngày hôm nay đúng là một ngày vô cùng tươi đẹp khi mà chúng ta được lắng nghe một câu chuyện mới và câu chuyện này cũng khiến chúng ta phải suy ngẫm về cuộc đời về cuộc sống và về tình cảm gia đình cô gái tên là diệp lan trong câu chuyện này rõ ràng là được sinh ra bởi bố mẹ ruột nhưng mà cô lại sống không vui khi mà bị bố mẹ ruột hắt hủi bởi vì họ nghĩ rằng cô là vẫn đen đùi trong nhà và đặt cho cô một biệt danh đó chính là sao chổi Vậy thì cuộc sống của cô gái tên là Diệp Lan trong câu chuyện này sẽ như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi và Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào 6 tập truyện của bộ truyện này. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Và sau khi vào tập 1 của câu chuyện này, Tâm An chỉ muốn gửi gắm đến cho quý vị những lời từ tận đáy lòng mình đó chính là vào những ngày này thì Tâm An bị đau họng và có thể gửi đến cho quý vị những tình tiết của câu chuyện không được sâu lắng, không được cảm động. Thế nên Tâm An hy vọng quý vị sẽ luôn ủng hộ và thông cảm cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút lắng nghe chuyện vui vẻ. Ngoài ban công của phòng ngủ, một cô gái trong bộ váy dài đứng nghiêng mình dõi mắt nhìn khung cảnh phía xa xa. Lòng cô bỗng dưng cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Trời dần ngả về tây, tuy nhiên ánh nắng màu vàng kia vẫn còn gay gắt, cơn gió lạnh từ đâu chợt thổi qua. Mái tóc cô gái cũng tung bay trong không trung, ẩn hiện dưới làn tóc đen đó chính là một khuôn mặt diễm lệ. Đôi môi anh đào đỏ mọng nhẹ mím chặt, cô gái đang cười. Diệp Lan xòe bàn tay của mình ra Và đưa lên trước mặt Những tia nắng màu vàng nhạt Cứ như vậy xuyên qua khe hở trên ngón tay của cô Cô chuyển động nhẹ tay Tia nắng chập trờn dọi thẳng vào trong mắt Cánh mì nhẹ run dày Chớp chớp vài cái Diệp Lan thừa nhận Cô có một bàn tay rất đẹp Vừa thon lại vừa dài Nó rất thích hợp để cầm dao Mổ cứu người Diệp Lan hiện tại đang là một bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện đa khoa nhân ái do cô đi làm chỉ mới hơn một năm nên chưa dư giả nhiều đợi đến khi cô kiếm đủ tiền thì sẽ có một cuộc sống tự do tự tài không phải ràng buộc hay là phụ thuộc vào bất cứ ai nghĩ đến những điều tốt đẹp trong tương lai bất giác cánh môi của cô nhẹ nhếch lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo thời gian không còn lâu cô cần phải kiên nhẫn chờ đợi tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên làm phá tan sự yên tĩnh vốn có của nơi này, Diệp Lan xoay người bước vào phòng ngủ, cô đưa tay vuốt tóc ngay ngắn, rồi sau đó cầm điện thoại lên nghe. "Mộng Tuyết, có chuyện gì thế?" Diệp Lan áp điện thoại lên tai và thốt ra giọng nói thanh thoát, đầu dây bên kia, Mộng Tuyết hào hứng đưa ra đề nghị. "Diệp Lan này, như thường lệ mỗi năm, giám đốc Tuấn Hưng đều tổ chức một sự kiện dành cho các người trẻ." Đó là một buổi tiệc ngoài trời. Cậu cùng đi với mình nhé. Hôm nay hai đứa mình đều rảnh, ra ngoài xả chết một chút. Mình không đi đâu. Cậu rủ người khác đi. Diệp Lan vốn không thích náo nhiệt. Cô chỉ muốn ở nhà, vùi đầu vào việc nghiên cứu bệnh án của mình. Mộng tuyết vỗ chán một cái và chật lưỡi. Cậu ấy, đừng có suốt ngày nhốt mình ở trong nhà nữa có được không? Có ngày bị điên đấy. Không sao đâu, ở trong phòng mãi Chẳng có ai để ý đến Môi Diệp Lan nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt Mộng Tuyết không chấp nhận lý do của bản thân Nên cô ấy cường quyết Nhưng mà cậu không được từ chối mình Hôm nay dù có như thế nào Cậu phải ra ngoài chơi Cậu cứ chuẩn bị đi Tối 6 giờ rưỡi Mình qua đón nhé Diệp Lan định nói gì đó Nhưng mà Mộng Tuyết đã cúp máy Rõ ràng bắt cô phải đi đây mà Diệp Lan đành phải thỏa hiệp Thôi thì lâu lâu giải trí một chút cũng được mặc dù tính tình của mộng tuyết khá trẻ con và hay ép cô làm những chuyện mà cô không muốn điển hình là đi dự buổi tiệc ngoài trời của tuấn hưng tổ chức vào buổi tối hôm nay tuy nhiên diệp lan chưa từng trách hay là không vui bởi vì thái độ của bản thân cô biết mộng tuyết muốn tốt cho cô muốn đầu óc của cô có thể được thư giãn sau nhiều ngày làm việc mệt mỏi vì vậy nên cô miễn cưỡng chấp nhận nghe theo mộng tuyết nhìn đồng hồ đeo tay bây giờ cũng hơn 3 giờ chiều một chút diệp lan liền ngồi vào ghế và mở laptop lên bắt đầu hành trình làm việc của cô chiếc bàn nhỏ sinh của cô ngoài bệnh án giáo trình sách và vở thì còn có cả những mô hình về cơ thể người diệp lan vốn theo ngành y cô chính là một bác sĩ khoa ngoại lồng ngực đang không ngừng cố gắng để cứu được nhiều người hơn nữa chẳng biết cô ngồi đến bao giờ lúc này bên ngoài bỗng vang lên một tiếng gọi kèm theo là tiếng gõ cửa cô hai bữa chiều chuẩn bị xong rồi đi ạ à? diệp lan đặt bút xuống bàn cô tắt laptop rồi đứng dậy nói vọng ra bên ngoài dạ vâng con xuống ngay đây diệp lan mở cửa ra ngoài thì nhìn thấy dì mỹ người giúp việc ở nhà cô dì đang đứng đợi cô cô mỉm cười một cái rồi cùng với dì xuống lầu Tiến vào phòng ăn, lúc này mọi người có mặt đông đủ, họ dùng bữa. Diệp Lan không lấy làm ngạc nhiên, cô kéo ghế vào ngồi xuống, bình thản ăn cơm. Bữa chiều, mà tại sao không biết tự giác chứ? Cô để cho ba mẹ và em gái của cô phải đợi chờ cô sao? Bà Diệu không hài lòng, bà ta đưa ánh mắt chán ghét nhìn Diệp Lan. Gia Dung ngồi bên cạnh bà ta, cũng bồi thêm một chút. Đúng rồi đấy chị như thế mà xem được sao? Miếng cơm vừa vào vào miệng liền bị nghẹn trong cổ họng, Diệp Lan vốn định yên lặng ngồi ăn, nhưng mà dường như những người trước mặt cô hoàn toàn không có ý định đó, lần nào cũng nói ra nói vào, chuyện gì cũng có thể mắng mỏ cô. Diệp Lan tự hỏi rốt cuộc là cô đã sai ở điểm nào chứ? Nuốt vội miếng cơm trắng trong miệng, Diệp Lan lạnh nhạt lên tiếng, Chẳng phải ba mẹ ăn trước rồi sao? Có đợi con sao? Ba mẹ, hai người xem rồi đấy. Chúng ta chỉ mới nói chị ấy có một chút mà chị ấy lại dùng cái thái độ kia để đáp trả rồi. Có tức không cơ chứ? gia dùng bất mãn phản bác cô, khuôn mặt đanh đá, nhăn nhó. <laughs> cô đúng là quá đáng thật. Càng lớn càng không xem ai ra gì. Tôn ti trật tự của cái nhà này, cô có còn để trong lòng hay không? Ông Tâm tức giận trước thái độ của cô. Ông vỗ tay xuống bàn một cái, khiến mọi người giật mình. Dì Mỹ đứng một bên, chứng kiến được cảnh tượng này. Lòng dì liền dâng lên cảm giác sợ hãi. Điều mà dì lo sợ, đó chính là ông Tâm lại ra tay với Diệp Lan. Dù sao, ông đánh cô không chỉ phải một lần. Đối với cơn giận dữ như lửa cháy của ông Tâm, Diệp Lan chỉ bình thản ăn cơm và hoàn toàn không thèm để ý hỏi xem có lạ không chứ cô chỉ vừa mới trả lời có một câu mà khiến cho ông tâm tức giận như vậy nếu như ông chẳng có thành kiến với cô thì không bao giờ đối xử với cô như thế là do cô xui xẻo đúng là cô không nên oán than với ai ông tâm lúc này trừng mắt và tiếp tục nói cô cô còn có tâm trạng mà ăn uống sao diệp lan không đáp trả cô gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng mình Cô nhai với tốc độ thật nhanh. Lần nào cũng vậy, cô không muốn lãng phí nước bọt của mình nên không thèm đói hoài gì đến ông Tâm. Mày, mày đúng là hết nói nổi. Bà Diệu đưa ánh mắt độc giữ dằn nhìn cô. Giọng nói của bà thốt ra the thế. Bà ta không kiềm chế được cơn giận nên lồng ngực cướp phập phồng lên xuống mãi. Lúc này Diệp Lan đã ăn uống xong xuôi. Cô đưa tay phủi nhẹ miệng mình một cái. Sau đó cánh môi của cô nhếch lên nở một nụ cười châm biếm. Đúng rồi đấy, cách xương hô này mới không giả tạo. Bà Diệu và ông Tâm chưa từng xem cô là người thân của họ. Năm cô được sinh ra, bà Diệu xém chút nữa mất mạng do trong quá trình sinh cô, bà mất máu quá nhiều. Trùng hợp rằng khi ấy công ty của gia đình lại gặp sự cố và thiếu hụt về tài chính. Rất có nguy cơ bị sụp đổ, thế nên họ cho rằng cô chính là sao chổi là khắc tinh của căn nhà này, họ không hề thương yêu cô một chút nào, cách đối xử của họ dành cho cô so với Gia Dung liền có một sự phân biệt. Gia Dung được họ chăm sóc và quan tâm hết mực, có cái gì tốt đẹp đều dành cho cô ta, còn Diệp Lan, họ bỏ mặc không thèm quan tâm. Diệp Lan may mắn sinh ra trong gia đình hào môn nhưng lại xui xẻo, khi có hai đấng sinh thành ghẻ lạnh, nếu như nhà họ Phan này không phải thuộc loại quý tộc giàu có, thì Diệp Lan nghĩ rằng họ đã bán cô đi từ rất lâu. Cô không muốn sống tại căn nhà này thêm một giây, thêm một khắc nào nữa. Nhưng mà dù sao, cô cũng chịu đựng hơn hai mươi mấy năm trời. Tự nhủ với lòng. Chịu đựng thêm một thời gian nữa, chắc chắn cô sẽ ổn thôi. Đối mặt với những lần gây sự vô cớ của bà Diệu hay là Gia Dung, thì Diệp Lan đều chỉ nhắm mắt cho qua thôi. Vậy mà họ càng ngày càng quá đáng với cô, đã đến lúc cô nên vùng dậy. Thưa ba mẹ, con ăn xong rồi, hai người cứ thông thả. Diệp Lan nói xong liền đứng dậy rời khỏi bàn, trên mặt của cô vẫn giữ một vẻ hời hợt vốn có. Ông Tâm không giữ được bình tĩnh, ông liền quát lớn. Cái thứ ngỗ ngược, mày đứng lại cho tao. Khuôn mặt của ông bỗng chốc đỏ bừng, Diệp Lan không để những lời nói của ba mẹ mình vào trong mắt. Cô cứ như vậy, đi thẳng lên lầu. Ở dưới này, già dùng hậm hực. Ba mẹ, chị ta thật là đáng ghét, lại không hề đặt ba mẹ vào trong mắt. Cái thứ rách nát như nó, có ngày, mẹ tống cổ nó, ra khỏi nhà họ phan. Bà Diệu bực dọc, xỉa sói cô. Bà ta vốn không ưa Diệp Lan và cũng có ý định đuổi cô ra khỏi ngôi nhà này nhưng nếu diệp lan không yên phận và rêu giao chuyện này khắp nơi thì danh tiếng của nhà họ phan sẽ bị ảnh hưởng công ty cũng gặp rắc rối vì để lại tiếng xấu vì hai điều đó mà bà diệu mới bấm bụng để diệp lan ở lại đây mỗi lần gặp cô là bà ta lại tức tối không biết đến bao giờ mới có thể thực hiện được tâm nguyện của bà ta diệp lan bước lên lầu những lời nói khó nghe của bà diệu cũng dần dần biến mất cô đóng cửa lại rồi đứng bất động tại chỗ dựa lưng vào tường ánh mắt không có tiêu cự cứ nhìn vào hư không từ bé diệp lan chỉ biết sống ẩn nhẫn tại căn nhà này thường xuyên bị bà diệu đánh đập vô cớ buồn hay vui gì cũng mang cô ra chút giận lúc đầu cô rất đau lòng và hay khóc nhưng sau đó nhiều lần dần dần cô trở nên mạnh mẽ hơn cô nhận ra được sự thật tàn khốc rằng trong ngôi nhà này cô vốn không có chỗ đứng diệp lan trở nên lạnh lùng và vô cảm hơn nụ cười vô tư trên môi của cô không còn xuất hiện nữa may mắn một điều rằng cô được dì mỹ che chở lúc cô đau bệnh đều do một tay gì chăm sóc cho cô và nhờ có bà mà cô mới có thể sống sót đến ngày hôm nay trong từ điền của diệp anh vốn không có khái niệm của từ người thân bởi vì những con người mà cô kính trọng lại luôn đối xử tệ bạc với cô còn những người xa lạ lại quan tâm cô hết mực, điển hình là dì Mỹ và Mộng Tuyết. Diệp Lan đưa tay sờ lên má mình, mới thấy nó ươn ướt, ướt, hóa ra là nước mắt của cô. Cô khóc từ bao giờ chứ? Đáng ra cô không nên rơi lệ vì những con người đó. Tự nhủ với bản thân rằng, đây là lần cuối cùng cô khóc, cũng là lần cuối cùng cô đau lòng về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Đúng 6 giờ 30 tối, Mộng Tuyết có mặt trước nhà của cô. Diệp Lan chuẩn bị sẵn sàng, thì bạn thân vừa đến, cô lên xe ngay. Mặc dù chỉ khoác trên người bộ váy bình thường, nhưng mà khí chất của cậu vẫn không bị ảnh hưởng. Thật là tuyệt vời. Mộng Tuyết đánh tay lái rời đi, miệng không quên tán thưởng một câu. Diệp Lan vắt chéo chân, hai tay để lên đùi một cách tùy ý. Miệng của cậu cứ dẻo như là ngày xưa ấy nhở. Chỉ khen một câu thôi Mà khen mỗi mình cậu Mộng tuyết tăng tốc trên đường lớn Đôi môi mỏng mỉm cười rất vui Ba của mộng tuyết vốn là một doanh nhân Ông có quen biết với Tuấn Hưng Vậy nên mộng tuyết mới nhận được thiệp mời từ Tuấn Hưng Diệp Lan nghĩ đến điều này Bỗng nhiên đôi mày thanh tú nhíu chặt Cô quay sang mộng tuyết Giám đốc Tuấn Hưng Gửi thiệp mời cho ba cậu Thì chắc chắn Là gửi thiệp mời cho ba mình Ừ đúng rồi Mộng Tuyết gật đầu, bởi vì cô ấy biết chắc chắn Gia dạ Dung sẽ không bao giờ nói những chuyện này cho Diệp Lan nghe, bởi vì họ vốn chẳng xem Diệp Lan ra gì, càng không để cô trong mắt. Vậy nên cô ấy mới gọi cho Diệp Lan đi cùng với cô ấy. Những năm trước, Gia dạ Dung có mặt tại buổi tiệc ngoài trời này, do Diệp Lan chỉ lo cắm đầu vào việc học nên cô mới không biết chuyện này mà thôi. Diệp Lan nhìn Mộng Tuyết bằng ánh mắt hình viên đạn nếu như biết gia dung tới thế mà cậu còn rủ dê mình làm cái gì chứ nếu biết trước gia dung cũng đến thì chắc chắn cô không bao giờ đi bởi vì nơi nào có gia dung nơi đó có phiền phức này diệp lan từ khi nào cậu lại mang trong đầu cái suy nghĩ như vậy có gia dung thì không thể nào có cậu sao mộng tuyết không hài lòng phản bác nếu như thế thì lại quá hời cho gia dung diệp lan im lặng Cô đưa ánh mắt nhìn sang bên ngoài, màn đêm buông xuống, những ánh đèn đường đủ màu cứ như vậy xuất hiện, khung cảnh thật yên bình và thư thái làm sao. Lòng Diệp Lan cũng dâng lên một cảm giác vô cùng thoải mái. Anh hai, anh thấy tình hình trong người thế nào rồi? Người đàn ông vừa mới mở cửa bước vào phòng, đã vội vàng tiến đến bên chiếc giường rộng lớn màu trắng. Anh đưa tay tháo chiếc kính đen, che đi đôi mắt sâu hun hút của mình, con người bỗng nhiên chuyển động hữu nhân đây à anh không sao chỉ là hơi mệt một chút hiệu nghĩa chấn an khuôn mặt của hắn trắng bệch không còn chút sức sống hữu nhân lo lắng trong lòng đôi mày cương nghị cũng trao lại sao bệnh tim của anh lại tái phát vào lúc này chứ rõ ràng là khống chế được rồi cơ mà hiệu nghĩa vỗ nhẹ lên tay người em trai yêu quý hắn mấp máy cánh môi khô khốc của mình anh không sao đâu Hiệu nhân im lặng anh nhìn hữu nghĩa mà xót xa vô cùng người đàn ông trên giường kia vốn là anh em sinh đôi với anh nhưng hữu nghĩa lại xui xẻo khi vừa sinh ra lại mắc phải chứng bệnh tim bẩm sinh còn anh thì may mắn hơn cứ như vậy khỏe mạnh và trưởng thành rõ ràng là cùng một bào thai nhưng hữu nhân lại chẳng bị làm sao điều này khiến anh cảm thấy dai dứt mỗi khi chứng kiến cảnh tình hữu nghĩa phát bệnh nhìn hắn vừa mệt vừa yếu thực sự là khiến người ta đau lòng hiệu nhân à anh có chuyện này muốn nhờ em giúp có chuyện gì anh nói đi tối nay Tuấn Hưng có hẹn anh đến tham gia bữa tiệc do cậu ấy tổ chức nhưng hiện tại anh bị đau thế này em có thể thay anh đi được không Hiểu Nghĩa nhờ và Hiệu Nhân bởi vì hắn không thể nào từ chối lời mời của Tuấn Hưng được nếu như không đi, chắc chắn với tính khí ngoan cố của Tuấn Hưng, thì Tuấn Hưng sẽ tìm đến đây và lôi hắn đến dự tiệc. Như vậy thì bệnh tim của hắn chắc chắn lại bị bại lộ. Hiệu nghĩa không muốn điều đó xảy ra, bởi vì hắn không thích để cho người khác biết được tình hình bệnh tật của hắn, và hắn không muốn Tuấn Hưng lo lắng cho hắn. Hữu Nhân biết rõ suy nghĩ của Nghĩa, tuy anh không thích đến những nơi náo nhiệt, nhưng mà Nghĩa mở lời mời rồi, anh khó có lòng từ chối nhưng mà nhân không thể nào yên tâm nhưng tình hình của anh anh ổn rồi anh không sao chỉ có điều đang còn mệt nên không ra ngoài được thôi vậy được rồi em quyết định thay anh đi dự tiệc hiệu nhân yên tâm phần nào anh bất đắc dĩ đồng ý hiệu nhân thay trang phục sau đó lái xe rời khỏi nhà anh đi một mạch đến câu lạc bộ của tuấn hưng khuôn mặt hữu nhân vốn lạnh lùng và vô cảm anh cố gắng khống chế biểu cảm của mình khiến nó trở nên hài hòa rồi dễ dàng một chút mở cửa xe và bước ra bên ngoài tuấn hưng nhìn thấy hữu nhân thì cứ tưởng rằng là hữu nghĩa vì dù sao hai người đều có ngoại hình và thần thái y như đúc anh xăm xăm bước đến bên cạnh hữu nghĩa cậu đến rồi đấy à tuấn hưng vui mừng nở một nụ cười với hữu nhân còn đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ một cái hữu nhân biết tuấn hưng và anh trai mình là bạn thân vậy nên tỏ ra thân thiết một chút à ư ừ. để cho cậu đợi lâu sao không lâu không lâu rất đúng giờ mà hôm nay cậu đẹp trai thật đấy ừm còn phải nói sao ngày nào chả đẹp trai hữu nhân thốt lên một câu tự tin nói xong liền tiến thẳng vào bên trong tuấn hưng cười ha hà hắn cũng nhấc chân bước vào theo hữu nhân Hiếu Nhân vốn không có tâm trạng đi thưởng thức người đẹp ở đây hay là thư giãn gì đó, nhưng hữu Nghĩa thì có. Vậy nên bằng mọi giá, anh phải tỏ ra hứng thú. Đối với Hiếu Nhân mà nói, đây quả thật là một việc rất khó khăn. Dạ vờ làm anh trai mình, đây chính là lần đầu tiên anh dám thử. Tuấn Hưng tổ chức tiệc ngoài trời là tại câu lạc bộ của hắn. Hắn mời không ít các người trẻ có ba mẹ là những người thành đạt trong giới chính trị, người nhận được thiệp mời của hắn không ai là không đến mộng tuyết đưa thiệp mời cho nhân viên sau đó khoác tay diệp lan bước vào bên trong hôm nay người đến dự buổi tiệc này không phải là ít diệp lan đưa mắt mới nhìn thấy những cô gái ở đây ai ai cũng đều xinh đẹp và lộng lẫy ăn mặc hờ hang tùy ý khiến làn da trắng như tuyết của họ càng lộ ra nhiều hơn trái ngược với những vị tiểu thư kiều diễm đó diệp lan phối lên mình một bộ váy kín đáo chỗ nào cần che đều được che hết, hoàn toàn không lỗ liễu một chút nào. Tuy nhiên, vẻ đẹp tuyệt mỹ trên khuôn mặt kiều diễm của cô vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt. Diệp Lan đến đây đều do mộng tuyết ép buộc, cô hoàn toàn không có hứng thú giao tiếp hoặc là tham gia các trò chơi gì đó do Tuấn Hưng tổ chức. Vậy nên cô liền tìm một cái bàn nào đó và ngồi xuống. Mộng tuyết thấy như vậy thì đi đến vỗ chán một cái bà cô của tôi đến đây để chúng ta tham quan và thư giãn vậy mà cậu lại ngồi đây thái độ không quan tâm sự đời của cậu là như thế nào chứ mình có quen biết với ai đâu với lại những người đó chưa chắc là muốn kết thân với mình vậy nên ngồi đây là tốt nhất rồi diệp lan chỉ thấy hứng thú với cách trang trí táo nhã và độc đáo nơi này mà thôi ngoài ra cô chả muốn làm gì bên kia kìa có nhiều chỗ đẹp lắm có một cái hồ bơi rất rộng, mau đứng dậy đi, mình đưa cậu đi xem. Mộng tuyết cứ thúc giục cô, Diệp Lan không thể nào ngăn được bản thân mình, cô hừ lạnh một tiếng. Lát nữa mình tìm cơ hội về trước, cậu không được giữ mình ở lại đâu đấy nhá. Không được, cậu phải đợi mình, mình đưa cậu về chứ. Diệp Lan định nói gì đó, bỗng dương có một tiếng nói trầm thấp phát ra. Cô và Mộng Tuyết theo phản xạ liền đưa mắt nhìn về phía trung tâm cũng chính là cái bục phía xa xa kia tuấn hưng đứng oai nghi trên mục hắn diện trên người một bộ vét thanh lịch đưa mắt nhìn xuống cất giọng trầm ấm hôm nay tôi cảm ơn tất cả mọi người đều nề mặt tuấn hưng tôi mà đến mọi người cứ ăn uống thoải mái lát nữa sẽ có các tiết mục góp vui tuấn hưng vừa nói thì phía dưới liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm nhất là những cô gái trẻ trung họ đều mơ mẩn vẻ đẹp của tuấn hưng khi thấy hắn cười thì ai nấy cũng đều rung động. Anh ta là Tuấn Hưng sao? Tuấn Hưng vẫn nói gì đó, nhưng mà Diệp Lan không quan tâm, quay sang hỏi bạn thân của mình. Mộng Tuyết gật đầu. Ừ, đúng vậy, chính là anh ấy. Còn người đeo kính dâm đứng bên kia, chính là giám đốc công ty Hương Thịnh, tên là Hữu Nghĩa. Anh ta khá giỏi, hiện là người kế nhiệm của công ty. Đã thế, còn dùng tài năng của mình mang lại nhiều lợi ích cho công ty khiến nó không ngừng phát triển đấy diệp lan theo cái hất thàm của mộng tuyết mà ngó sang nhìn hình ảnh cao cao tại thượng của hữu nhân người mà mọi người đang nhầm là hữu nghĩa cứ như vậy đập vào mắt của cô anh đứng yên một chỗ mặc dù mang kính không nhìn rõ khuôn mặt nhưng diệp lan có thể cảm nhận được sự xa cách và lạnh lùng tỏa ra từ người của anh cô hoài nghi Nghe người khác đồn, giám đốc hiểu nghĩa ôn nhu và dịu dàng lắm cơ mà. Tại sao ngoài đời lại trầm ổn và nghiêm túc như vậy chứ? Cậu ấy, mình có thấy anh ấy trầm ổn và nghiêm túc bao giờ đâu. Hmm. Rõ ràng người đàn ông này rất lịch lãm và vô cùng phong độ. Thấy hai mắt của mộng tuyết sáng bừng lên, Diệp An hết nói nổi, người bạn này của cô cái gì cũng giỏi, và giỏi nhất là mê trai. Này, hai chị cũng có mặt tại buổi tiệc này sao?" Diệp Lan và Mộng Tuyết đang nói chuyện với nhau thì bỗng dương có một tiếng nói chanh chua vang lên ở phía sau lưng. Diệp Lan không quay người cũng biết kẻ đang muốn gây sự với cô không ai khác chính là Gia Dung. Lúc nãy Gia Dung đến đây từ rất sớm nên mới không biết Diệp Lan cũng xuất hiện. Vừa nhìn thấy cô thì Gia Dung nổi đóa, cố tình kéo vài người bạn sang cô để nói vài lời. Diệp Lan nhếch môi cười khẩy. Ừ, có chuyện gì không? Dạ Dung nghe xong ưỡn ngực, hôm nay cô ta diện cho bản thân mình một bộ đồ khá thoáng, hoàn toàn đối lập với chị gái mình. Dạ Dung châm biếm. Chị xem lại bản thân của chị, chị đang ăn mặc cái gì đấy? Kín từ đầu đến chân, đúng là quê mùa. Nhìn chàng sang bằng cô chút nào, đúng rồi đấy, cô và tôi không thể nào mà giống nhau được nếu như không biết ý thì lại nghĩ rằng tôi và cô không phải là chị em ruột với nhau hai cô gái cạnh bên gia dung lúc này chen vào ánh mắt họ nhìn diệp lan không chút thiện cảm mộng tuyết chứng kiến cảnh tượng này không nhịn được hất hàm nói to hai cô thích ở đây gây sự có đúng không cô có tin là tôi vả vào mồm cô không còn cô gia dung hôm nay tôi là người đưa diệp lan đến đây cho nên tôi phải bảo vệ bạn của tôi Cô muốn gây sự Thì đừng có trách tôi không khách sáo với cô Để xem Làm ầm chuyện này Ai là người bị bẽ mặt Hai cô gái bị Mộng Tuyết nói Liền cụp mi Bọn họ có nghe qua danh của Mộng Tuyết Và biết gia đình của cô Cũng thuộc dạng có thế lực Vì không muốn trước họa vào thân Nên họ liền im bặt Gia Dung không ngờ Diệp Lan Lại có một người bạn dữ dằn như vậy đến cô ta cũng phải hoang loạn vài phần. Quả thật mà nói cô ta cũng có phần e rẻ. Hôm nay đến đây chẳng phải là gây sự. Thế là Gia Dung hử lạnh một tiếng, sau đó dậm chân rời đi. Hai cô gái kia cũng vội vàng đi theo. Người em đó của cậu đúng là đanh đá thật. Chắc là cậu khó ở với cô ta lắm, có phải không Diệp Lan? Mộng Tuyết đau lòng nhìn bản thân. Những năm qua Diệp Lan chịu khổ cực, nghĩ ra vấn đề gì đó mộng tuyết lại tiếp tục hay là diệp lan cậu đến nhà mình sống đi diệp lan cảm động nắm lấy tay mộng tuyết cô biết cô bạn đang muốn tốt cho cô và muốn cô có một cuộc sống vui vẻ nhưng diệp lan lại chẳng thể nào đồng ý cảm ơn cậu nhưng tớ có thể chịu được diệp lan muốn sống ở nhà mình không phải là vì cô thích mà cô muốn ông tâm phải chu cấp cho cô đầy đủ từ tiền học cho đến tiền sinh hoạt. Tại sao Gia Dung có, còn cô thì không chứ? Vậy nên cô phải ở lại để sử dụng tiền của nhà họ Phan. Còn phải sử dụng thật là hoang phí. Diệp Lan đã hoạch định con đường tương lai của mình rồi. Đợi một thời gian nữa công việc của cô ổn định hơn, cô chuyển ra ngoài sống riêng một mình. Khi ấy, cô sẽ không cần bất cứ thứ tài sản gì từ ông Tâm nữa. Cũng vì lý do đó, mà hiện tại cô phải sống thật thoải mái Bù trừ cho sau này Bà Diệu thường phàn nàn về chuyện này Bà ta tiếc tiền và không nỡ cho cô Nhưng mà cô uy hiếp họ Nếu như không chu cấp cho cô đầy đủ Thì cô sẽ rêu ra với mọi người rằng Nhà họ phan ngược đãi con gái Bên trọng bên khinh Bất đắc dĩ Bà Diệu phải bấm bụng đồng ý Diệp Lan à Mộng Tuyết cảm thấy chua xót, Càng nghĩ về tình cảnh của Diệp Lan cô ấy lại càng buồn. Diệp Lan khoác tay mộng tuyết, cô cười cười. Nào, không sao đâu, chúng ta mau đi tham quan thôi. Mộng tuyết chỉ biết nén lại một tiếng thở dài trong lòng. Tuy cô ấy không muốn Diệp Lan phải chịu khổ cực, nhưng mà Diệp Lan cương quyết như vậy, cô ấy chẳng làm được gì hơn. Ở bên này, Gia Dung liếc nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Diệp Lan phía xa xa, hai ánh mắt lại sáng lên rực rỡ. <laughs> cái đồ đáng ghét sao chị ta lại có thể có mặt ở đây chứ người như chị ta cũng xứng sao cô gái tóc vàng nghe như vậy lại hùng hồ bồi thêm đúng rồi chả có khí chất của tiểu thư nhà giàu gì cô gái tóc nâu bởi vì muốn ra dung vui nên cũng hùa theo dù sao nhan sắc cô ta chỉ thuộc loại tầm thường này cô đừng quá lo lắng nhiều chị ta không quan nổi cô đâu gia dung nghe như vậy vô cùng hài lòng lát nữa tôi đẩy diệp lan xuống hồ bơi để xem chị ta có bị mất mặt với mọi người hay không ý kiến này hay đấy hai chúng tôi rất mong chờ diệp lan không uống rượu cô cầm một ly nước cam trên tay mà nhâm nhi đứng trên mặt hồ nhìn xuống mặt nước không gợn sóng lòng cô lại thấy bình yên hơn bao giờ hết mộng tuyết gặp người quen nên đứng một góc hàn huyên vài câu diệp lan không có ai để tâm sự nên cô chỉ biết đứng yên một chỗ Mắt cô đảo tứ hướng để quan sát xung quanh. Và lúc này vô tình cô lại đụng vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hữu nhân. Tuy là mang kính đen, che đi đôi mắt, nhưng nhìn vào bạc môi mỏng cùng với sống mũi cao ngút, cô biết anh là một người đàn ông điển trai. Sự trầm tĩnh phát ra từ người anh khiến cho cô cảm nhận được phong thái tao nhã và thanh cao của anh. Nhìn xem, từng động tác giơ tay nhấc chân của hữu nhân đều mang khí thế vương giả, khó ai sánh bằng. Dường như là linh cảm, Hữu Nhân ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Diệp Lan đang nhìn mình, mì mắt anh nhẹ híp lại một cái. Diệp Lan không biết sau lớp kính đen kia, đôi mắt của Hữu Nhân đang có quan sát cô hay không, chỉ là tự dưng cô cảm thấy sống lưng của mình lạnh quá, trái tim của cô bất giác đập nhanh một nhịp. Diệp Lan chuyển ánh mắt nhìn sang nơi khác, vợ như lúc nãy chỉ là vô tình nhìn Hữu Nhân mà thôi hữu nhân lắc nhẹ ly rượu trên tay chất lòng màu đỏ cũng vì vậy mà sóng sánh lên xuống theo nhịp anh đã nhìn quanh từng người một ở nơi này đa phần là phụ nữ ai cũng đều ăn mặc gợi cảm thoáng mát nhưng chỉ có duy nhất một mình diệp lan là ngoại lệ cô khoác lên người bộ váy kín đáo đầu tóc của cô được búi gọn gàng cách trang điểm nhẹ nhàng khiến vẻ đẹp trời sinh của cô được phát huy tối đa tác dụng theo hữu nhân Cô gái xinh đẹp nhất ở nơi này không phải là những kẻ thích để lộ ra thịt nóng bỏng, đẫy đà kia mà chính là Diệp Lan. Sao thế? Cậu đang suy nghĩ gì mà tập trung thế? Cậu nhìn chúng người nào rồi có phải không? Chẳng biết Tuấn Hưng từ đâu đi đến hắn nhìn thấy Hiệu Nhân đứng bất động tại chỗ thì cất giọng và trêu chọc Hiệu Nhân nhách mép Cậu nghĩ những người ở đây có ai hợp với mình không? thấy vẻ mặt lạnh lùng của hiễu nhân tuấn hưng liền phá lên cười biết cậu chỉ quan tâm đến một cô gái tên là ngọc trầm thôi ngọc trầm mà tuấn hưng vừa nói chính là vợ chưa cưới của hữu nghĩa nhưng mà cậu bị ngọc trầm quản chặt quá đấy từ khi cô ấy trở về nước thì cậu chỉ có thể ở bên cạnh cô ấy những người phụ nữ khác cậu đều ngó lơ tuấn hưng đưa tay chỉnh lại mái tóc bóng mượt miệng không ngừng liên thuyên. Hiệu nhân biết hiệu nghĩa vốn không yêu Ngọc Trầm, hắn chỉ là đang thực hiện lời hứa năm đó giữa gia đình hai bên mà thôi. Hiểu rõ suy nghĩ của anh trai, hiệu nhân nói luôn. Cậu cũng biết hiệu nghĩa này rồi, không tìm phụ nữ bên ngoài là do quá bận. Hôm nay rảnh ráng, biết đâu tôi lại chọn được một người. Cực kỳ hữu nhân vốn không thích đụng đến đàn bà, nhưng hữu nghĩa thì lại khác hắn rất đào hoa và hắn biết là hắn sẽ khiến rất rất nhiều cô gái si mê không có lối thoát. Hiệu nhân phải khó khăn lắm mới diễn được dáng vẻ phong lưu này của Hiệu Nghĩa. Đúng là làm khó cho anh. Vậy thì, mình giúp cậu chọn. Tuấn Hưng khoái chí cười to, hắn khoác tay Hiệu nhân, sau đó tiến đến bên gần hồ bơi. Nào, ra đây, để cho cậu giao lưu. Lúc đầu đến đây làm cái gì mà bây giờ chỉ phải đứng bơ vơ một mình ở đây chứ? Diệp Lan chỉ vừa tách ra khỏi em gái thân yêu của cô chưa được bao lâu, thì cô ta lại tìm đến, nói bóng nói gió để cô phải giận dữ, để làm gì chứ? Thật tình cô không hiểu ý đồ của Gia Dung. Diệp Lan không phải là loại người dễ bị ức hiếp, bị Gia Dung nói này nói nọ chọc tức, tất nhiên cô sẽ đáp trả ngay và lần này cũng không ngoại lệ tôi thích làm gì thì làm đi đâu thì đi cô cản được tôi sao gia dung này cô đừng quên tôi cũng là con gái lớn của nhà họ phan cô muốn ở nơi này thì uy cho ai xem chứ tiếng nhạc du dương trầm bồng vẫn vang lên khắp mọi nơi vì vậy mà diệp lan có lớn tiếng một chút cũng chẳng có ai nghe và để ý đến chị cho mình là con gái của ba nhưng mà ba lại vốn không xem chị là con gái lại còn có thể nói ra được những lời này sao chỉ đúng là không biết xấu hổ gia dung không chịu bỏ qua cô ta đang cố tình gây sự với diệp an tốt tốt xấu xấu gì tôi cũng là chị gái của cô vậy mà cô lại không biết tôn trọng người lớn cô xem bản thân của mình có giống như con gái gia đình quyền quý hay không nếu so với những đứa con gái lêu lỏng bên ngoài thì có khi cô còn thích hợp hơn đấy văn trường của diệp lan không nhiều nhưng mà cô vẫn có thể đấu khẩu với Gia Dung và khiến cô ta tức tối, không nói được gì. "Chị, chị làm sao? Muốn gây sự thì trở về nhà rồi gây sự. Tôi không muốn bị cô làm cho mất mặt ở chốn đông người như thế này đâu." Diệp Lan không có định cãi lời với cô ta, nên nói xong, cô liền có ý định rời đi, bởi vì cô không muốn nói chuyện với loại người không có não như Gia Dung. Càng nói bản thân của cô lại càng thêm bực bội. Nào ngờ chỉ vừa đi được hai bước thì cánh tay của cô bỗng bị da dung giữ chặt. Cô ta đưa ánh mắt thâm hiểm nhìn Diệp Lan. Nhưng mà tôi cứ thích gây sự với chị đấy. Thì như thế nào? Hôm nay tôi sẽ dạy cho chị một bài học nhớ đời. Gia Dung vừa nói xong, liền dùng sức và đầy Diệp Lan một cái. Do không kịp đề phòng, nên Diệp Lan nghiêng người về phía sau, Cô chơi với muốn bắt thứ gì đó để có thể đứng vững. Nhưng cái mà cô bắt được chỉ là một nắm không khí. Bùm một tiếng, Diệp Lan bị rơi xuống bể bơi, không một chút thương tiếc. Tiếng động lớn khiến những người ở đây đều chú ý đến. Họ đều giật mình bởi vì không nghĩ rằng lại có người xui xẻo rơi xuống hồ như vậy. Diệp Lan không biết bơi, hồ nước này lại sâu 2 mét nên vừa bị ngã xuống, cô liền ngập mặt trong dòng nước màu xanh nhạt nước tràn vào mặt vào mũi khiến cho cô cực kỳ khó chịu chỉ có thể vùng vẫy trong nước một cách vô vọng thời khắc này diệp lan tự nghĩ chẳng có nhẽ cô lại bị chết đuối ở đây sao rõ ràng là có rất rất nhiều người với lại tiếng xì xầm cũng vang lên không dứt vậy nhưng chẳng có một ai chịu giúp cô có lẽ nào họ sợ trang phục của họ bị hư hại và cũng có lẽ là bọn họ không có tình người. Diệp Lan không thể chống cự được với nước dưới hồ. Cô có cố gắng đến kiệt sức cũng chẳng thể nào ngoi lên được. Trong lúc Diệp Lan đang tuyệt vọng và buông lòng tay thì bỗng dưng có một tiếng ẩm vang lên. Ngay sau đó liền có một sức mạnh kéo tay cô. Diệp Lan tựa đầu vào một lồng ngực ấm áp. Cô được đưa lên bờ an toàn với sự giúp đỡ của một người đàn ông. Diệp Lan ho khan liên tục, khuôn mặt của cô đỏ bừng cô không sao chứ một giọng nói trầm thấp bỗng xuất hiện bên tai cô diệp lan đưa mắt nhìn lên thì mới nhìn thấy người trước mặt cô không ai khác ngoài hữu nhân anh là người vừa mới cứu cô khỏi nguy hiểm và đưa cô trở về từ tay của tử thần diệp lan lắc đầu tôi không sao cảm ơn anh hiện tại hữu nhân không hề mang kính nên diệp lan có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh trong gang tấc đôi mắt anh sâu hun hút nhìn vào đó khiến lòng cô dâng lên một cảm giác sợ hãi không nói nên lời ô chị hai sao chị hai lại bị ngã thế này thân là em gái nên gia dung cần phải quan tâm diệp lan một chút giả vờ ngu ngơ là cách tốt nhất lúc này diệp lan đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn sự giả tạo của gia dung quyết không thèm mờ miệng nếu giờ đây cô vạch trần cô em gái đáng ghét kia thì Gia Dung lại tỏ ra đáng thương và khiến cho người khác đồng cảm. Bọn người ở đây sẽ nói rằng cô theo dệt mọi chuyện hoặc nói rằng hai chị em không được hòa thuận. Dù sao cô cũng lỡ rơi xuống nước rồi, nói gì bây giờ cũng hoàn toàn vô ích. Với lại cô vừa từ tay thần chết trở về nên không muốn đôi co với Gia Dung. Thôi thì tạm gác lại chuyện này, từ từ cô sẽ tính với cô ta. Hóa ra người này là con gái lớn của giám đốc gia tâm sao? Tuần Hưng đưa ánh mắt đánh giá Diệp Lan. Thật ra hắn vốn không biết cô là ai, vì dù sao cô cũng rất ít xuất hiện. Hắn chỉ biết đứa con gái thứ hai của ông Tâm chính là Gia Dung. Cứ nghĩ Diệp Lan dung mạo không nổi bật, nên mới ngại ngùng không ra ngoài giao lưu. Nào ngờ cô lại đẹp đến như vậy. đúng là một tiên nữ hạ phàm. Tuần Hưng cười một cái đầy ý vị. Vì rất lấy làm tiếc vì cô gái xinh đẹp đây lại phải chịu ngã xuống hồ từ đầu tôi không nên thiết kế cái hồ này ở đây thì chắc chắn cô không bị như vậy nghe tuấn hưng nhận lỗi về mình diệp lan sững người trong vài giây cô từ từ đứng dậy rồi đáp là lỗi của tôi làm sao có thể trách anh được chứ tuấn hưng nghe được giọng nói thanh thoát từ miệng người con gái trước mặt thì cảm thấy hào hứng hẳn hắn nói tiếp Trang phục tôi chuẩn bị rồi Cô cứ vào thay kèo lạnh Hiểu nghĩa này Cậu đi thay quần áo đi Tuấn Hưng vừa mới dứt lời Thì nhân viên liền đi đến dẫn đường cho Hữu Nhân Và Diệp Lan Hai người họ nhanh chóng đi theo Đến tận bây giờ Mà người bạn của Hữu Nghĩa Không nhận ra đây không phải là Hữu Nghĩa Mà chính là Hữu Nhân Gia Dung tuy không được vui Khi người trong lòng cô ta vừa cứu Diệp Lan Tuy nhiên cô ta vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười xinh đẹp. Chị hai của tôi không cẩn thận bị ngã, tôi cảm thấy thật có lỗi khi không kéo chị ấy lại kịp. Cô đừng tự trách mình. Tuấn Hưng chưa nói xong câu thì mộng tuyết từ phía xa đi lại, cô ấy hùng hồ quát lớn. Này, cô giả vờ cho ai xem, rõ ràng chính cô là người đẩy Diệp Lan ngã xuống nước, cô còn đứng đây, giả tạo, đạo đức giả sao? Lúc nãy mặc dù mộng tuyết không nhìn thấy được cảnh tượng này nhưng diệp lan vốn là người rất cẩn thận lại mang giày cao gót có ba phân nên không thể nào bất cẩn tự dưng ngã xuống bể bơi như vậy ngoài gia dung giờ trò ra thì không còn một lý do nào có thể thuyết phục được nói diệp lan vô ý bị ngã xuống sao có điên mộng tuyết mới tin cô đừng có nói năng hàm hồ tôi đẩy ngã chị mình khi nào chứ gia dạ dung không ngờ mộng tuyết lại xuất hiện và bênh vực cho diệp lan như vậy nhưng mà dù như thế nào thì cô ta vẫn cãi cãi đến cùng mộng tuyết là người không sợ trời không sợ đất với lại ba cô ấy còn có mối quan hệ làm ăn khá tốt với tuấn hưng mộng tuyết càng không nghi ngại điều gì mà thẳng thừng nói ra lời đanh thép cô vốn không thích diệp lan cô ấy đến đây khiến cho cô không hài lòng có đúng không lúc nãy cô còn cố tình gây sự với diệp lan trước mặt tôi Bây giờ nhân lúc tôi không có mặt mà ra tay với Diệp Lan, cô nghĩ rằng tôi dễ dàng bỏ qua cho cô sao? Mộng Tuyết vốn là một người thùy mị nét na, nhưng mà đối diện với những kẻ ức hiếp bản thân của mình thì cô ấy nhất định không chịu ngồi yên. Này, cô, cô đừng có buông lời vu khống người khác như vậy. Tôi và chị Hai vốn không có tranh cãi gì, tại sao cô cứ ở đây để ly gián tình cảm của chị em chúng tôi? Dạ dung vô cùng uất ức, hai mắt bắt đầu đỏ bừng lên. Mộng tuyết nghĩ thầm, dạ dung này đúng là diễn giỏi thật. Cô ta không đóng phim vào nhân vật vai phản diện thì đúng là quá phí một nhân tài. Mọi người ở nơi này không một ai nói lời nào bởi vì họ đang bận xem màn kịch đọc diễn ra trước mắt. Bầu không khí vì vậy mà yên lặng như tờ, im ắng đến lạ thường. Tuấn Hưng thấy chuyện không ổn nếu cứ để mãi như thế này thì vấn đề lại càng trở nên gay gắt và phức tạp hơn nữa. Vậy nên hắn bắt đầu khuyên giải. Mộng tuyết này, chắc là cô hiểu nhầm rồi. Cô Dung ở đây, làm sao có thể đẩy ngã chị gái của mình chứ? Tại sao lại không? Gia dạ Dung vốn rất ghét Diệp Lan. Lúc nào cũng ước hiếp cô ấy đủ điều. Có chuyện gì mà cô ta không thể nào làm được chứ? Mộng tuyết quyết định không cho qua chuyện này. Gia Dung lúc này không còn giữ được bình tĩnh. Cô đừng có ngậm máu phun người. Trong lòng cô ta thực sự muốn cào nát mặt mộng tuyết, nhưng mà bên ngoài vẫn luôn tỏ ra yếu ớt. Ở bên ngoài đang tranh cãi dữ rồi, ở bên trong lúc này là một bầu không khí hoàn toàn đối lập. Nhân viên đưa Hữu Nhân và Diệp Lan đến hai căn phòng đối diện nhau. Anh Hiếu Nghĩa, đây là phòng thay đồ của anh. Còn cô Diệp Lan, đây là phòng thay đồ của cô." Ừm. Hiệu nhân nói xong, liền mở cửa bước vào bên trong, còn Diệp Lan cô đáp với nhân viên. "Cảm ơn chị." Sau đó cô cũng bước vào căn phòng của mình, nhân viên đã hết việc nên rời đi ngay sau đó. Trang phục được chuẩn bị sẵn, Hữu nhân cởi quần áo ướt trên người mình ra, hiện tại hắn cảm thấy rất khó chịu bởi vì cả người hắn đều ướt sũng, đầu tóc chẳng còn ngay ngắn như lúc ban đầu. Lúc nãy Hiễu Nhân vừa uống rượu, một ngụm rượu thì phát hiện có người rơi xuống nước. Anh đưa mắt nhìn sang thì biết người đó chính là Diệp Lan. Cô còn không biết bơi và đang vùng vẫy. Nếu là người khác chắc là Hiễu Nhân mặc kệ, nhưng là Diệp Lan thì anh lại chọn cách nhảy xuống cứu cô. Anh không biết vì sao bản thân mình lại muốn cứu cô. Sự khác thường này khiến anh chẳng thể nào hiểu được bản thân mình. Hiệu nhân thấy khăn tắm và lau người. Khi anh chuẩn bị mặc quần áo mới vào thì bỗng dưng anh có một cảm giác khác lạ xuất hiện trên người. Anh thấy cổ họng khô khốc và cả cơ thể nóng lên bất thường. Từ trước tới nay anh chưa từng bị như vậy. Nhưng anh có thể đoán được bản thân anh đang bị làm sao. Đúng vậy. Đây chính là Xuân Dược. Anh bị Xuân Dược rồi. Là kẻ nào hạ thuốc anh chứ? Thật là đáng chết hữu nhân ngồi xuống ghế anh siết chặt tay để khiến bản thân mình có thể bình tĩnh nhưng cả cơ thể anh cứ nóng hừng hực như vậy và không có dấu hiệu đỡ hơn chút nào hữu nhân nghiến rằng anh thề rằng bản thân mình nhất định phải tìm ra được tên khốn ở phía sau chơi trò bần thiều này và phải cho hắn một bài học cái cảm giác khó chịu càng ngày càng dâng lên dữ rồi hữu nhân bực bội bởi vì anh không khống chế được bản thân mình Vậy là anh liền đưa tay, hất mạnh dĩa trái cây trên bàn xuống đất. Chiếc dĩa thủy tinh rơi xuống đất và vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Trái cây lúc này cũng bị văng tứ tung. Bây giờ Diệp Lan đã thay đồ xong xuôi. Cô vừa mở cửa định bước ra ngoài thì bỗng nghe được âm thanh đồ đạc bị vỡ từ căn phòng bên cạnh truyền đến. Đây chẳng phải là căn phòng mà lúc nãy Hữu Nhân bước vào hay sao? Nhưng mà rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà lại xuất hiện âm thanh chói tai đó không phải là diệp lan nhiều chuyện mà vì từ hồi hữu nhân cứu cô một mạng nên cô quyết định để tâm đến chuyện của anh vậy là cô liền bước về phía trước sau đó đưa tay gọi cửa giám đốc hữu nghĩa anh có bên trong không mặc dù diệp lan lên tiếng gọi nhưng chẳng có âm thanh đáp lại cô cô lại do dự và gọi thêm một lần nữa có chuyện gì xảy ra với anh có phải không? Anh ổn chứ? Giám đốc Hiếu nghĩa. Diệp Lan chờ đợi câu trả lời của Hữu Nhân, nào ngờ cô đứng yên bất động ở đây một lúc mà chẳng thấy có động tĩnh gì bên trong. Vậy có nghĩa rằng tình hình của Hữu Nhân không có gì đáng ngại, hay là vừa rồi cô nghe nhầm chứ? Diệp Lan không biết nên làm thế nào mới đúng, bỏ đi thì không hay cho lắm, nhỡ đâu Hữu Nhân có chuyện gì thì sao? Nhưng mà cô không thể nào đứng đây mãi được Vậy nên Diệp Lan quyết định Gọi người đến Nào ngờ cô vừa mới xoay người rời đi Thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở Ngay sau đó cánh tay của cô liền bị giữ chặt Người đàn ông bên trong Chỉ dùng một chút sức Liền kéo cô vào bên trong Nhanh chóng Sau khi đóng cánh cửa lại Hữu nhân bao vây lấy Diệp Lan Để cô đứng dựa người vào tường Diệp Lan nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn của anh Cô vô cùng ngạc nhiên có phải là vì bị ngã xuống hồ bơi lúc nãy Nên anh bị bệnh rồi không Anh Anh bị sốt đấy à Diệp Lan cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh Cùng với biểu cảm mệt mỏi kia Nên liền đưa ra suy đoán Cô còn đưa tay mình sờ vào chán của anh Để chuẩn đoán bệnh Quả thật chán anh có chút nóng Anh bị sốt thật rồi Có cần phải uống thuốc để hạ sốt không Anh đợi tôi một chút vì triệu chứng quá giống với sốt Nên Diệp Lan cho rằng anh thực sự bị sốt Cô vừa định thoát khỏi vòng tay của anh Để đi tìm thuốc giúp anh Nhưng liền bị anh giữ chặt Thuốc mà tôi đang cần Chính là em Hữu nhân chẳng thể nào chờ đợi thêm được nữa Vừa mới dứt lời Anh liền cúi xuống hôn môi cô Đón nhận nụ hôn bất ngờ của anh Diệp Lan chưa kịp phản ứng Bởi vì anh ôm quá chặt nên cô không thể nào thoát khỏi được vòng tay của anh Nụ hồn của hữu nhân trở nên rồn rập Hơi thở anh trở nên Ngày một gấp gáp hơn Thời khắc này Diệp Lan mới hiểu rõ một chuyện Hóa ra hữu nhân Vốn không hề bị sốt Cô biết tình trạng mà anh đang mắc phải Và cô biết rằng giờ đây Anh rất khó kiểm soát được mình Trong tình trạng này Anh khó có thể nào giữ được lý trí Diệp Lan dù có muốn chạy Cũng không thể nào chạy được nữa nhưng mà chạy rồi thì sao hữu nhân sẽ như thế nào anh sẽ không được giải tỏa mà bước bối đến khó chịu biết đâu trong vô thức anh lại chạy ra bên ngoài nơi trốn đông người và làm ra cái hành động phản cảm nghĩ đến đây diệp lan cảm thấy hoang mang nếu như để tình cảnh đó xảy ra thì sau khi tỉnh táo lại chắc chắn mặt mũi của hữu nhân chẳng biết để đâu cho hết mặc dù diệp lan và anh chỉ đơn thuần là hai người xa lạ anh chỉ mới giúp cô có một lần nhưng mà cô xem anh như là ân nhân của cô bởi vì trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó chỉ có một mình anh chịu nhảy xuống hồ nước lạnh để cứu cô giờ đây anh gặp nạn làm sao cô có thể vô tình bỏ đi chứ nhưng mà muốn đi chưa chắc là đi được bởi vì giờ đây cơ thể của cô đã bị hữu nhân ôm chặt dường như anh muốn hòa nhập thành một với cô anh hôn cô điên cuồng và bắt đầu tìm kiếm đến khóa kéo để tháo chiếc váy dạ hội của cô xuống. Thời khắc hữu nhân đẩy cô xuống giường, thì cũng là lúc anh vứt bỏ chiếc váy của cô xuống đất. Diệp Lan nhìn cơ thể cường tráng của anh, lại không nghĩ rằng bản thân mình lại phát sinh quan hệ với một người đàn ông xa lạ chỉ vừa mới gặp lần đầu tiên. Cô còn chưa có bạn trai, vậy mà lần đầu tiên lại bị mất như vậy sao? Ở bên ngoài bây giờ mộng tuyết vẫn muốn làm lớn chuyện. Ít nhất cô ấy muốn đứng ra bảo vệ cho Diệp Lan. Dù sao Diệp Lan cũng chịu khổ cực với Gia Dung rất rất nhiều lần. Lần này cô ấy muốn thay bạn thân của mình chút giận. Tôi nói cho cô biết, Diệp Lan là bạn thân của tôi. Cô tốt nhất, đừng nên động đến một sợi tóc của cô ấy. Nếu không, cô đừng có trách tôi không khách sáo với cô. Tôi sẽ khiến cho các người khóc lóc van xin. Đứng trước mặt nhiều người, Mộng Tuyết thẳng thừng buông lời cảnh cáo dành cho Gia Dung. "Tôi nói rồi, cô đừng có đứng đây vu khống cho tôi, tôi hoàn toàn không đẩy ngã chị Diệp Lan, mọi người ở đây có thể làm chứng cho tôi. Sao cô không chịu tin chứ?" Gia Dung nói rồi, cô ta quyết chối đến cùng để xem Mộng Tuyết làm được gì cô ta. "Cô Mộng Tuyết này, có lẽ cô đã thực sự hiểu lầm rồi, dù sao thì cô Gia Dung đây và cô Diệp Lan" cũng là chị em ruột. Làm sao cô ấy có thể đẩy ngã chị mình xuống dưới hồ nước này được chứ? Tuấn Hưng đứng ra phân bua. Hắn chưa nói xong, liền bị nhân viên nữ lúc nãy dẫn Diệp Lan và Hữu Nhân vào phòng thay đồ, bỗng tiến đến. Sau đó nói thì thầm gì đó vào tai của Tuấn Hưng. Tuấn Hưng yên lặng lắng nghe và mọi người lúc này cũng giữ trật tự để quan sát. Tuấn Hưng nghe xong, khóe môi của hắn bỗng nhếch lên thành một nụ cười điền trai hắn nói với nhân viên ừm tôi biết rồi nhân viên cúi đầu chào và sau đó rời đi lúc này mộng tuyết lại tiếp tục chủ đề ban nãy chị em ruột sao không thể đầy ngã sao <laughs> vậy thì cho hỏi nơi đây giám đốc có lắp camera không chỉ cần xem lại đoạn ghi hình là biết rõ vấn đề thôi gia dạ dung nghe đến camera thì liền hoàng hốt trong lòng tuy nhiên cô ta vẫn cố tình tỏ ra bình tĩnh nhất nhưng tại sao cô lại muốn vu khống cho tôi, hãm hại chị gái của mình như vậy? Cô muốn chia rẽ chúng tôi có phải không? Điều đó khiến cho cô có lợi ích gì? Giờ đây cô ta rất muốn rời đi, nhưng cứ bị mộng tuyết cản ngăn. Chính con ả à mộng tuyết này đã phá nát chuyện tốt của cô ta. Rất tiếc vì để mọi người thoải mái nên tôi không lắp camera. Cô mộng tuyết này xem như hôm nay cô nề mặt tôi mà dừng lại mọi chuyện ở đây có được không Dĩ hòa vi quý Mọi người cùng vui Nhìn sang Tuấn Hưng Mộng Tuyết thấy Chắc là bản thân mình làm hơi quá rồi Dù sao hôm nay cũng là sự kiện Là do hắn tổ chức Do lúc nãy quá kích động Nên Mộng Tuyết mới cãi nhau với Gia Dung Giờ đây chẳng có camera ghi lại chuyện xấu Mà Gia Dung đã làm Nên cô ấy đành về nề mặt Tuấn Hưng Tuy nhiên Mộng Tuyết Thấy không sai khi cãi nhau một trận với Gia Dung bởi vì lúc nào cô ấy cũng muốn bênh vực cho Diệp Lan. Làm như vậy là để những người không thích Diệp Lan biết rằng ai đụng tới cô ấy thì chắc chắn là đụng tới mộng tuyết. Thôi được rồi. Tôi đi tìm Diệp Lan. Mộng Tuyết nhìn Tuấn Hưng, cô không có ý định sẽ xin lỗi hắn bởi vì bản thân đã gây sự với Gia Dung. Vừa định lách người qua hắn và đi vào bên trong, cô liền bị hắn ngăn cản tuấn hưng không vì mộng tuyết cố tình gây chuyện mà tức giận hắn lúc nào cũng vui vẻ nhất là đối với những cô gái đẹp như mộng tuyết đây hắn nhìn cô khóe môi nhếch lên cô không cần phải đi tìm cô ấy khi nãy nhân viên nói với tôi rằng diệp lan thấy hơi mệt nên về nhà trước rồi tất nhiên nhân viên không hề nói ra những lời này với tuấn hưng tất cả đều là do hắn tự bịa đặt đây là lần đầu tiên hắn nói dối mộng tuyết bởi vì hắn không thể nào phá nát chuyện tốt của người anh em thân thiết của hắn. Diệp Lan về nhà trước thật sao? Đầu mày của mộng tuyết trao lại, cô ấy bỗng nhớ đến lời của Diệp Lan nói khi nãy. Có lẽ vì nhàm chán nên là cô ấy đã trở về. Dù sao cô cũng không thích những nơi náo nhiệt như vậy. Đúng vậy. Tuấn Hưng trả lời, nói dối không hề chớp mắt. Mộng tuyết bày ra vẻ mặt mất mát, Tối nay vốn định để Diệp Lan thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi, vậy mà lại khiến cô bị gia dung hãm hại, đầy xuống hồ nước, làm Diệp Lam mất hứng mà quay trở về. Có lẽ cô ấy mệt, nên về trước thật rồi. Cô không cần phải lo cho cô ấy. Cô cứ ở đây chơi cho thoải mái, đừng vì chuyện lúc nãy mà mất hứng, nhá. Dù gì bao của Mộng Tuyết cũng là doanh nhân có máu mặt trong giới, Tuấn Hưng cũng nên dùng thái độ hòa nhã dành cho cô. Mộng tuyết nề mặt của Tuấn Hưng Quyết định ở lại tham dự sự kiện Nếu như bao giờ kết thúc Cô mới quay trở về Gia Dung nhận lúc mộng tuyết không gây sợ với mình nữa Thì vội vã đi vào bên trong Dường như cô ta đang tìm kiếm ai đó Cứ ngó nghiêng để tìm kiếm Cô gì ơi Cô đang tìm cái gì thế Bỗng dưng có tiếng nói vang lên Gia Dung giật mình quay lại Thì mới nhìn thấy người đứng trước mặt mình Là cô nhân viên khi nãy dẫn Diệp Lan vào phòng thay đồ. Cô ta tỏ ra bình tĩnh. "À tôi, lúc nãy chị tôi bị ngã xuống nước, chị ấy vào phòng thay đồ nhưng mà không thấy đi ra, tôi định đi vào tìm chị ấy." "À, cô cứ yên tâm, chị của cô về trước rồi." "Vậy còn giám đốc Hữu Nghĩa thì sao?" "À, cũng về luôn rồi." "À vâng, cảm ơn chị." Gia Dung xoay người bước đi trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát thật ra gia dung thích hữu nghĩa từ rất lâu rồi cô ta đã tương tư anh không lối thoát và cũng vì ôm mộng trở thành bạn gái của hữu nghĩa mà gia dung đã lên kế hoạch từ trước cô ta thuê nhân viên với một số tiền lớn để bỏ thuốc vào rượu của hữu nghĩa khó khăn lắm cô ta mới thành công vậy mà anh lại đi đâu mất rồi chứ đúng là tất cả mọi chuyện đều là tại mộng tuyết nếu không phải cô ta kiếm chuyện giữ gia dung lại thì gia dung đã hoàn thành kế hoạch do chính mình gây nên ban đầu gia dung định để cho hữu nghĩa uống rượu có chứa thuốc sau đó cô ta sẽ tiếp cận anh và trải qua một đêm ngọt ngào cùng với anh nhưng mà người tính không bằng trời tính tất cả là tại mộng tuyết nếu không gia dung đã đi theo hữu nghĩa từ lâu giờ đây chuyện của cô ta cũng sẽ thành công mất rồi nhưng mà Gia Dung vốn không hề biết rằng người mình hạ thuốc lại chính là Hữu Nhân và hiện tại Hữu Nhân đang ở cùng với Diệp Lan trải qua một đêm nồng nàn. Gia Dung hậm hực bước ra ngoài cũng không biết bao giờ cô ta mới có thể tiếp cận được Hữu Nghĩa. Đúng là quá thất vọng. Chuyện xảy ra khi nãy tôi thành thật xin lỗi nhìn người con gái sắc mặt tái nhọt đang nằm trên giường lòng hữu nhân bỗng dâng lên một cảm giác xót xa giờ đây anh đã hoàn toàn tỉnh táo sự điên loạn khi nãy cũng hoàn toàn biến mất thay vào đó là một hữu nhân với một khuôn mặt trầm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra mặc dù bị thuốc khống chế nhưng một chút lý trí vẫn còn sót lại trong hữu nhân đến bây giờ anh còn nhớ lại tất cả mọi chuyện tuy nhiên anh lại không ngừng đòi hỏi từng động tác đều rất mạnh bạo, anh biết bản thân mình thực sự quá đáng, vậy nên lời xin lỗi Diệp Lan là lời xin lỗi xuất phát từ tận đáy lòng. Anh cứu tôi một mạng, tôi giúp anh làm thuốc giải, xem như chúng ta hòa nhau. Diệp Lan vừa trải qua một trận đau đớn về thể xác, cả cơ thể cô dường như muốn nứt rời thành từng mảnh, cô không ngờ rằng hữu nhân lại có thể như dã thú mà không ngừng chiếm hữu cô, khiến cô như chết đi sống lại. Trước này Diệp Lan là người có ơn báo ơn, hữu nhân giúp cô như vậy, cô cũng giúp lại anh. Vậy nên cô và anh xem như chẳng ai còn nợ ai nữa. Diệp Lan cứ như vậy, tốc tấm chăn sang một bên, cô gượng đau và ngồi dậy, rồi sau đó nhặt lấy chiếc váy dưới sàn nhà mặc lại. Động tác của cô hết sức chậm rãi. Để tôi giúp em hữu nhân vừa định đưa tay giúp thì diệp lan liền né tránh không cần đâu sau đó cô tiếp tục mặc váy vào hữu nhân cơ thể nõn nà của diệp lan đã bị mình làm bầm tím ở rất rất nhiều nơi chính anh còn cảm thấy bản thân mình thực sự quá nặng tay với cô anh truyền tầm nhìn xuống chiếc giường màu trắng nơi đó còn đọng lại một vết máu đỏ tươi yên tĩnh vài giây anh mới lên tiếng cướp đi lần đầu tiên của em là tôi thực sự không đúng tôi sẽ đền bù thiệt hại cho em hữu nhân định dùng tiền để làm cho chuyện này êm dịu diệp lan biết suy nghĩ của anh thêm một lần nữa cô lại tiếp tục từ chối tôi nói rồi anh giúp tôi thì tôi giúp anh chúng ta xem như hòa nhau anh không cần phải anh náy với tôi hữu nhân thấy cô cương quyết như vậy thì không nói thêm anh truyền chủ đề Lúc nãy tôi không dùng biện pháp an toàn với cô Vậy cô chịu khó Mua thuốc tránh thai khẩn cấp Uống giúp tôi nhé hậu nhân phải đề phòng chứ Anh không thể vì chuyện này Mà bản thân mình bỗng lại có thêm một đứa con Diệp Lan tất nhiên hiểu Cô và anh chỉ gặp nhau một lần Như bèo nước vô tình gặp nhau mà thôi Hai người làm gì có tình cảm với nhau Vậy nên cô không thể nào Để lại hậu họa về sau được Anh yên tâm đi tôi biết rồi mà tôi mong anh đừng nói chuyện này với ai được không còn chuyện gì để nói thêm nữa diệp lan chào hiễu nhân một cái rồi rời đi bằng cửa sau bây giờ mọi người đang còn huyên náo ở ngoài đại sảnh cô lại chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến họ bắt một chiếc taxi diệp lan đành quay trở về nhà hậu nhân mặc quần áo trình tề vừa định đi ra ngoài thì bỗng dương tuấn hưng xuất hiện hắn tựa người vào cửa chân vắt chéo hai tay khoanh lại ánh mắt cười ẩn ý nhìn hữu nhân chà 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 không ngờ cậu lại chơi lớn thật nếu như thích người ta thì cứ đi dự sự kiện của mình đi xong rồi muốn làm gì thì làm vậy mà cậu lại nôn nóng đến mức như vậy sao chẳng để mặt mình chút nào tuy miệng trách như vậy nhưng mà trong lòng tuấn hưng lại rất vui mình bị bỏ thuốc Nghe Tuấn Hưng luyên thuyền đến nhức cả đầu, hữu nhân liền giải thích cho hắn nghe. Nghe xong, nụ cười trên mặt của Tuấn Hưng liền tắt hẳn. Cái gì cơ? Cậu bị bỏ thuốc. Lúc phục vụ đưa rượu cho mình, mình đã nhận lấy vào uống, không một chút đề phòng. Tuấn Hưng này, buổi tiệc này là của cậu. Vậy có phải mình bị như vậy là do lỗi tắc trách của cậu không? Mẹ kiếp thật, rốt cuộc là kẻ nào lại dám ra tay ngay tại sự kiện của mình chứ tuấn hưng rất tức giận dám ra tay trước mặt hắn hắn sẽ điều tra đến cùng cậu yên tâm đi mình phải tìm ra kẻ đứng sau tùy cậu nhưng chuyện này nhất định không được để cho người khác biết nghe hữu nhân dặn dò tuấn hưng nghĩ rằng nếu chuyện này đến tay nhiều người thì nhất định ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân mình và công ty hưng thịnh hắn liền gật đầu đồng ý mình biết chứ, cậu cứ yên tâm. Về phía Diệp Lan, không gặp khó khăn gì chứ. Cậu đoán xem. Là mình, mình cưỡng ép cô ấy. Liệu có đáng ngại không chứ? Trời đất ơi, cưỡng ép. Cam go rồi. Nhưng không sao đâu. Phía Diệp Lan, mọi chuyện ổn thỏa rồi. Thế thì tốt, nhẹ nhõm quá rồi. Tuần Hưng thở dài nhẹ nhõm, còn Diệp Lan về đến nhà thì hơn 8 giờ tối. Lúc này âm tâm và bà Diệu đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Nhìn thấy cô về, bà Diệu cười miệt thị. con gái còn lứa, đi chơi đến tận giờ này mới về. Lại còn bày ra cái bộ mặt thất tha thất thểu, giống như một hồn ma. Cô muốn dọa ai? Mẹ không thích ý, thì con không đứng đây, làm trướng mắt của mẹ đâu. Diệp Lan bỏ lại một câu, sau đó hướng về phía cầu thang mà bước đi. Cô đã quá lười tranh cãi với bà Diệu. Lâu lắm rồi cô mới ra ngoài vào ban đêm, vậy mà liền bị bà ta chỉ chiết. Còn Gia Dung thì sao? Cô đoán lát nữa cô ta về, thế nào bà Diệu cũng tỏ ra ân cần cho mà xem. Bởi vì đã quá quen với sự thiên vị và bất công này nên Diệp Lan không còn thấy tủi thân nữa. Tình cảm với gia đình này cô còn chẳng có, cô chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để công việc của cô ổn định một chút lúc đó cô có thể truyền ra ngoài sống không còn vướng bận điều chi nói một tiếng là cô lại trả lời một tiếng đúng là cái thứ hỗn hảo mặc kệ cho bà diệu mắng mỏ diệp lan cứ lê từng bước chân nặng nhọc đi về phòng của cô sau khi khóa trái cửa lại cô liền lấy một viên thuốc mà mình vừa mua ở nhà thuốc rồi lấy nước uống vào đây là thuốc tránh thai khẩn cấp uống vào rồi thì lòng cô mới nhẹ nhõm hơn đôi chút diệp lan liền đi tắm cô ngâm mình trong bồn tắm rất lâu hai mắt của cô nhắm hờ cũng không gói định sẽ đứng dậy lần đầu tiên của cô mất rồi cô không cảm thấy tiếc nuối vì dù sao hữu nhân cũng là người cứu cô nhưng mà có một chút cô cảm thấy hoang mang trong lòng trước khi đến dự tiệc trên đường đi Mộng Tuyết kể cho cô nghe không ít về Tuấn Hưng, cũng kể thêm về bản thân của hắn, chính là Hữu Nghĩa. Diệp Lan yên lặng lắng nghe. Cô biết được Hữu Nghĩa là một người đàn ông đào hoa, trước đây bên cạnh anh ta có không ít đàn bà. Nhưng sau này thì cô vợ tương lai của hắn, chính là Ngọc Trầm từ nước ngoài về, thì bên cạnh hắn mới thôi không xuất hiện đàn bà nữa. Diệp Lan vì không biết hữu nhân đã thay thế hữu nghĩa đi dự buổi tiệc này nên cô luôn nghĩ rằng mình trải qua một đêm cùng với hữu nghĩa mà hữu nghĩa lại có bạn gái là ngọc trầm cũng vì đây là sự cố ngoài ý muốn nên cô không muốn để thêm bất cứ một người nào khác biết được chuyện này để không phải phát sinh thêm quá nhiều rắc rối diệp lan có chút mệt mỏi cộng với việc cô là một người dễ ngủ nên cô thiếp đi lúc nào không hay đầu tựa vào thành bồn tắm, hai mắt của cô nhắm lại, vô cùng an nhàn. Cho đến khi Diệp Lan giật mình tỉnh dậy là một lúc sau đó, cô mới vội vàng đứng dậy lấy khăn lau người khi mặc quần áo, sau đó mới bước ra ngoài. Diệp Lan cần điện thoại xem giờ, lại thấy có quá nhiều cuộc gọi nhỡ và những dòng tin nhắn hỏi han của mộng tuyết. Cô soạn một dòng chữ để trấn an bản thân. Nãy giờ mình ngủ quên, tin nhắn vừa được gửi đi diệp lan liền nhận được điện thoại của mộng tuyết giờ này cậu chưa ngủ sao lúc nãy nghe tuấn hương nói cậu không được khỏe nên về sớm giờ cậu thấy trong người thế nào mộng tuyết quan tâm hỏi về tình hình hiện tại của diệp lan cô ấy thấy xót xa khi diệp lan bị ngã xuống hồ bơi không biết có bị cảm hay không sau khi đi thay đồ mình vẫn chưa có về Diệp Lan chỉ có duy nhất một người bạn thân là Mộng Tuyết, chuyện này cô chỉ có thể tâm sự với bạn ấy. Cái gì cơ? Vậy cậu đi đâu? Mình... Mình và Hiễu Nghĩa đã trải qua tình một đêm. Cậu nói nhẹ tanh như lông hồng khi được thốt ra từ miệng của Diệp Lan lại khiến cho Mộng Tuyết giật nảy mình. Cái gì cơ? Tình một đêm á? Diệp Lan kể lại ngắn gọn cho Mộng Tuyết nghe chuyện vừa xảy ra với cô. Nghe xong Mộng Tuyết rất bất bình vì chuyện này. Cái tên Tuấn Hưng đáng ghét. Nếu không phải anh ta nói cậu mệt nên về trước thì mình đã đi tìm cậu rồi. Và không bao giờ để cho cậu bị như thế. Không sao đâu, Mộng Tuyết à. Hiểu nghĩa là người cứu mình một mạng. Xem như là mình trả lại ân tình đó cho anh ấy. Trả cái gì mà trả? Trả cái con khỉ cụ không biết ai là người hạ thuốc vào nước cho anh ta nhưng mà người không liên quan như cậu tại sao lại trở thành nạn nhân chứ đúng là tức điên mộng tuyết rất khó chịu đối với con gái trinh tiết là quan trọng nhất vậy mà diệp lan lại trao cho một người mà cô chẳng hề quen biết vậy thì tương lai của cô tính thế nào đấy thái độ của mộng tuyết bỗng dịu xuống khi nghĩ đến chuyện gì đó cô ấy tỏ ra áy náy và hối hận diệp lan ơi thành thật xin lỗi cậu nếu không phải mình một hai ép cậu đi cùng với mình thì cậu không bao giờ gặp được chuyện như thế này mình thấy có lỗi với cậu ngốc à cậu chỉ là muốn tốt cho mình thôi mình hiểu hết còn đây chỉ là việc ngoài ý muốn cậu không cần phải tự trách mình còn về phần hiệu nghĩa anh ta có ý bồi thường cho mình nhưng mà mình từ chối anh ta cũng xin lỗi đàng hoàng lắm chuyện này chúng ta đừng truy cứu nữa cho qua đi nhưng mà cậu thấy trong người có ổn không? Mà này, cậu uống thuốc chưa? Mậu Tuyết nghe lời Diệp Lan quyết định cho qua. Cô ấy biết rằng Diệp Lan rất cẩn thận, nhưng vẫn muốn hỏi cho chắc. Ừ, mình uống rồi. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé. Ừ, tạm biệt cậu. Diệp Lan ngắt điện thoại, cô nhào lên giường rồi nhắm nghiền hai con mắt. Hiện tại cô không muốn suy nghĩ quá nhiều, chỉ muốn ngủ một giấc thật thoải mái mà thôi sau khi hữu nhân từ buổi tiệc của tuấn hưng trở về anh liền đến nhà của hữu nghĩa để gặp anh trai mình một phần là vì muốn xem tình trạng sức khỏe của anh trai mình phần còn lại là muốn nói những chuyện xảy ra cho hắn ta được biết hữu nghĩa nằm trên giường hắn đang xem tin tức trên tv thì hữu nhân bước vào anh hai anh thấy trong người thế nào ừm anh khỏe rồi em không cần lo Tối nay em không bị người ta phát hiện chứ Dạ không Hiệu Nghĩa lấy điều khiển tắt tivi Hắn mỉm cười với em trai mình Hiệu Nhân lắc đầu Hiệu Nghĩa thấy biểu cảm nặng nề trên khuôn mặt Thì hỏi ngay Nhân à có chuyện gì thế Em gặp rắc rối gì sao Quả thật là có chút rắc rối Có chuyện gì Hiệu Nhân kể lại cho anh trai nghe Nghe toàn bộ câu chuyện Nghe xong Hiệu Nghĩa lắc đầu khó tin Vậy thì rốt cuộc là kẻ nào dám ra tay với em chứ? Là ra tay với anh mới đúng, bởi vì kẻ đó không biết em là người thay thế anh. Vậy cô gái tên Diệp Lan đó lại là ai? Con gái lớn của ông Gia Tâm. Thì ra là cô ấy sao? Nhưng mà từ trước đến nay, hình như cô ấy rất ít khi xuất hiện trong những sự kiện thế này. Anh cũng chẳng biết được cô ấy là ai và có bộ dáng như thế nào. Về phần Diệp Lan anh cứ yên tâm sau này cô ấy sẽ không xuất hiện trước mặt anh đâu Bởi vì cô ấy Là một cô gái hiểu chuyện Vậy thì tốt Mà nhân này Lần này em trở về nước Có định sang Mỹ nữa không Hiệu nghĩa rất muốn nhân ở lại trong nước Vậy nên rất mong chờ câu trả lời của em trai Hiệu nhân không làm cho Hiệu nghĩa thất vọng Anh đáp luôn Dạ không Em ở đây Không đi nữa Vậy thì tốt quá Thế em có thể vào công ty làm cùng với anh không? Em không thể. Hiệu Nghĩa đang rất vui mừng. Còn đứng trước yêu cầu của anh trai, Hiệu Nhân lại thẳng thừng từ chối. Tại sao chứ? Chẳng nhẽ em đang còn giận ba sao? Hiệu Nhân cúi mặt không trả lời. Hiệu Nghĩa tiếp tục nói. Vậy là em còn giận ba thật sao? Công ty là ba trước khi mất, giao lại cho anh. Em không nên đến đó Hiệu nhân và hiếu nghĩa Là hai anh em sinh đôi Nhưng chẳng hiểu vì sao từ bé Ba của họ là ông Minh Lại chỉ thương yêu một mình hiểu nghĩa Cũng có lẽ là do hắn ngoan ngoãn nghe lời Không cứng đầu như hữu nhân Ông Minh thiên vị Hữu nghĩa thấy rõ Xem hữu nhân như người ngoài Rất ít khi quan tâm đến anh Năm cả hai người lên 6 tuổi Do sống không hợp Và hết tình cảm Nên ông Minh và vợ ly hôn Hiểu nghĩa đi theo ba còn hữu nhân đi theo mẹ. Kể từ đó trở đi, anh và mẹ mình sang Mỹ sinh sống, sống tận hai mươi mấy năm, sau đó mới trở về. Tuy nhiên, hai anh em hữu nhân và hữu nghĩa vẫn luôn liên lạc với nhau. Do là song sinh, nên tình cảm của hai người vô cùng kháng khít. Có khi Hữu Nghĩa đưa điện thoại cho ông Minh nói chuyện với Hữu Nhân, nhưng mà ông lại không thèm nói gì. Dường như ông không còn xem Hữu Nhân là con trai của mình nữa. Vào 3 năm trước, ông Minh mất. Ông lại giao lại toàn bộ tài sản của mình cho Hiễu Nghĩa. Nhà cửa đất đai công ty, tất cả chỉ dành riêng cho một mình Hiễu Nghĩa. Đến lúc nhắm mắt, ông chẳng nhắc gì về Hiễu Nhân. Vì sự lạnh nhạt của ông Minh mà Hiễu Nhân chẳng có tình cảm gì với ba mình. Anh không giận ông khi ông không thương anh, chỉ là anh không muốn dính dáng gì đến ông nữa. Hiệu nhân vừa mới về nước vào sáng hôm qua, Hữu Nghĩa liền chớp cơ hội để đưa anh đến công ty, nhưng bị từ chối, khiến cho hắn buồn bã nhiều lắm. Chúng ta là anh em, sao lại nghĩ công ty là của anh chứ, của anh thì cũng là của em. Hiệu Nhân à, em về phụ giúp anh một tay có được không? Trước thái độ thành khẩn của Hữu Nghĩa, Hiệu Nhân vẫn không siêu lòng, anh truyền chủ đề. Trời không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi, em về trước, có gì ngày mai. Em đưa mẹ và Thanh Vân đến gặp anh nhé. Hiểu nghĩa thấy Hiếu Nhân không đoái hoài gì đến yêu cầu kia của mình nữa. Hắn cũng không ép buộc. Thôi thì để từ từ, rồi hắn khuyên thêm. Thôi được rồi, đi đường cẩn thận. Sáng hôm sau, mặc dù cơ thể đang còn khá đau nhức, nhưng Diệp Lan vẫn đến bệnh viện, làm việc giống như mọi ngày. Cô vừa bước vào bên trong bệnh viện, thì từ phía sau vang lên tiếng gọi. Diệp Lan, Diệp Lan dừng chân, cô xoay đầu nhìn, người đứng trước mặt cô không ai khác, đó chính là Trí Chí Hậu. Trí Hậu là một bác sĩ ngoại khoa lồng ngực, hắn không những có khuôn mặt điển trai và tài năng, cũng không thể nào bàn cãi thêm. Lúc đầu Diệp Lan vừa mới vào bệnh viện, cô được Trí Hậu giúp đỡ khá nhiều, và cô học hỏi từ hắn được rất nhiều kinh nghiệm. Cô rất ngưỡng mộ và tôn trọng hắn, mong rằng trong tương lai bản thân của cô cũng có thể tài giỏi như hắn anh hậu anh gọi em sao diệp lan nở một nụ cười dịu dàng chí hậu đi đến bên cô hắng giọng anh gọi bảo em đợi anh đi cùng ấy mà à dạ vâng hai người cùng đi vào bên trong chốc chốc lại chỉ nói với nhau vài câu đối với diệp lan chí hậu lúc nào cũng yêu thích cô hắn để mắt đến cô từ lúc cô mới đi thực tập ở bệnh viện này cô không những xinh đẹp mà còn tài năng lại hết lòng với nghề sự nhiệt huyết ấy đã khiến trái tim trí hậu rung động. Hắn đang đợi thời cơ để tỏ tình với cô. Nhưng thái độ bình thường của cô lại khiến hắn không biết được suốt cuộc cô có thích mình hay không. Vậy nên hắn không thể nào vội vàng. Tự nhủ với lòng, trong tương lai gần, trí hậu nhất định sẽ thổ lộ tâm tình với cô. Sáng nay hữu nhân cùng với mẹ là bà An cùng với em gái là em gái cùng mẹ khác cha với anh là thanh vân đến nhà hữu nghĩa năm đó sau khi ly hôn ông minh và bà an đều đi thêm bước nữa tuy nhiên ông minh không sinh thêm con bởi vì ông thấy bản thân mình có một hữu nghĩa như vậy là quá được rồi còn bà an thì lấy chồng và sinh ra thanh vân sau đó chồng bà cũng mất sớm bà cứ như vậy sống cùng với hai đứa con mặc dù rất lâu rồi không gặp lại nhưng bà An vẫn rất yêu thương Hữu Nghĩa, đối với ba đứa con của mình, bà chưa từng thương ai ít hơn. Anh hai, Thành Vân là một cô gái hồn nhiên và đáng yêu, trước khi về nước, nó rất nôn nóng muốn được gặp Hữu Nghĩa, còn sợ rằng anh trai sẽ không thích mình, nhưng đến khi máy bay vừa đáp xuống, thì nó nhận được Hữu Nghĩa đang đứng đợi mọi người ở đại sảnh. Lần đầu tiên tiếp xúc ngoài đời, Hữu Nghĩa không những dịu dàng với nó, mà còn rất ôn nhu điều đó khiến nó càng yêu quý người anh này hôm nay công chúa nhà ta ăn mặc xinh xắn quá nhỉ hiếu nghĩa nở một nụ cười điền trai hẳn tầm thắc khen ngờ em gái thành vân rất vui nó ôm lấy cánh tay của hiếu nghĩa cười thẹn thùng hiếu nhân thấy như vậy thì bĩu môi xem kìa xem kìa có anh hai là bỏ anh ba sang một bên đúng là bạc bẽo cho tôi quá đâu có đâu có đâu Em chỉ muốn gần gũi với anh Nghĩa thêm một chút thôi. Này, anh đừng có mà chọc em. Bà An đứng một bên không khỏi bật cười. Thật may mắn khi cả gia đình của bà có thể xung vầy giống như vậy. Bà cười và nói luôn. Thôi được rồi các con, đi vào bên trong nào. Tất cả tiến vào trong phòng khách, người giúp việc mang nước cam lên. Yêu Nghĩa bảo mọi người uống nước cho đỡ khát, rồi sau đó đề nghị thêm. Căn nhà này khá rộng, hay là mọi người chuyển đến đây sống cùng với con đi Cả gia đình chúng ta Cùng sum họp Hiếu nhân nghe như vậy Thì gật đầu đồng ý Mẹ và Thanh Vân Chuyển đến sống cùng với anh hai đi à? Dù sao lâu rồi Mẹ không ở cạnh anh ấy Hiệu nhân khuyên điều đó Là bởi vì anh muốn gắn kết tình mẹ con Giữa họ với nhau Hiệu nghĩa nói luôn Kể cả em nữa chứ Em đến đây đi Dạ thôi em thích sống một mình hơn điều này rõ ràng là hợp với tính cách của hiểu nhân anh trầm tính và thích yên lặng hiểu nghĩa có khuyên nhủ thêm nhưng hiểu nhân vẫn quyết định không dọn đến sống chung còn bà an và thanh vân thì đồng ý biết hiểu nhân không thể nào thay đổi được quyết định nên hiểu nghĩa cũng không nói thêm thay vào đó hắn lại chuyển chủ đề khác mẹ à công việc của con ở công ty đúng là làm không xuể này có hữu nhân về hay mẹ bảo em ấy đến công ty phụ giúp con hữu nhân này anh con nói đúng con vào công ty làm với anh mình đi chứ mặc dù bà ăn mở lời nhưng hữu nhân vẫn cương quyết không nghe theo em vừa mới về nước chưa có ý định đi làm để bao giờ có hứng em tính sau hữu nghĩa thở dài một hơi xem ra hắn quá vội vàng rồi thôi thì từ từ hãy chiêu mộ người em trai cứng đầu của mình tiếp. Hiệu nghĩa quay sang Thanh Vân, hắn cất giọng dịu dàng. Nghe nói em vừa tốt nghiệp, rồi về nước luôn. Đừng có đi làm ở đâu đấy nhá, đến công ty của anh làm. Anh hai này, có thật không? Thanh Vân vui mừng lắm, không nghĩ rằng anh hai lại đưa ra lời đề nghị này. Mặc dù Thanh Vân tốt nghiệp loại xuất sắc, nhưng nếu làm đơn xin việc vào công ty lớn như công ty của Hữu Nghĩa thì chưa chắc đã đậu bởi vì tỷ lệ trói vô cùng cao, rất nhiều người muốn vào đây làm việc. Tuy nhiên, thanh vân được yêu ái hơn cả, nó không cần phải trải qua các bước như phỏng vấn mà đã được tuyển thẳng, thật là sung sướng làm sao. Anh sẽ sắp xếp công việc cho em, đảm bảo sẽ khiến em hài lòng. Nhưng mà anh chưa biết gì về năng lực của em mà, tại sao lại tin tưởng em thế? Nhớ, không được làm anh thất vọng là được. Vâng, em biết rồi. Vào một ngày cuối tuần, Diệp Lan rảnh rỗi nên quyết định chạy bộ vào sáng sớm. Cứ hễ sáng chủ nhật là cô chạy bộ như vậy, giết rồi cũng thành thói quen. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô chạy được hơn nửa giờ đồng hồ thì dừng lại bên vệ đường, sau đó lấy chai nước khoáng, khi nãy cầm theo và tu ứng ực vài hớp. Cơn khát bỗng chốc biến mất, Diệp Lan đưa tay lau nhẹ vầng chán, đã thấm đẫm mồ hôi rồi lại thở dài ra vài tiếng, cô không chạy được nữa, chỉ đi bộ từng bước từng bước chậm rãi trên đường. Mới chạy chỉ có hơn nửa tiếng mà cô mất sức như vậy, thầm nghĩ chắc là thể trạng của cô yếu hơn rồi, cô cần phải bồi bổ bồ và tập thể dục thường xuyên mới được. Diệp Lan đang ung dung bước đi thì bỗng dưng lúc này một âm thanh khẽ lọt vào tai cô, cứ nghĩ là bản thân mình nghe lầm nên cô đứng yên lại để lắng nghe cho kỹ hơn. Quả thật không sai. Âm thanh thút thít ấy cứ vang lên mãi, tuy nhỏ mà đều đặn hơn. Lúc này ánh mắt của cô vô tình chú ý đến một thân ảnh đang ngồi co rúm bên gốc cây phía trước. Đó là một cậu bé chừng 4 năm tuổi. Cậu ấy ngồi xồm dưới đất, hai tay ôm đầu gối, trông thật là đáng thương. Chứng kiến cảnh này, Diệp Lan vội vàng chạy đến bên cạnh cậu bé. Cô không biết cậu bé đang gặp tình trạng gì nên bắt đầu lên tiếng hỏi han. Em trai à, em làm sao thế này nghe có tiếng người cậu bé ngừng đầu ánh mắt thể hiện rõ sự hoảng loạn thấy như vậy diệp lan vội vàng chấn an em đừng sợ chị không có ý gì xấu chị thấy em ngồi một mình ở đây có phải em bị lạc người thân không nghe giọng nói ấm áp của diệp lan cậu bé mới không cảnh giác cao độ nữa cậu bé vẫn dõi mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô nhưng lại không đáp gì diệp lan không nản trí ba mẹ của em đâu vì sao chỉ có một mình em ở đây em có nhớ phương thức liên lạc với ba mẹ không chẳng hạn như số điện thoại hoặc là địa chỉ nơi em sinh sống chị sẽ giúp em tìm người thân cho em lúc này cậu bé mới đáp lại những lời nói của diệp lan nhưng chỉ bằng một cái lắc đầu diệp lan thầm nghĩ có lẽ cậu bé trước mặt cô không hề có chút thông tin gì về người thân nếu đã như vậy thì cô cũng không thể nào giúp được gì hơn nữa. Chỉ có thể đưa ra một giải pháp cuối cùng. Hay là chị đưa em đến đồn cảnh sát để họ giúp em tìm người nhà nhé. Diệp Lan chỉ vừa mới dứt lời. Vậy mà cậu bé liền lắc đầu ngoài ngoài còn liên tục xua tay thầm biểu thị ý không muốn. Diệp Lan thấy lạ vội vàng đặt ra một câu hỏi. Em không nói chuyện được sao? ấy vậy mà cậu bé này lại gật đầu. Một cảm giác chua xót bỗng lan tỏa khắp tâm trí của cô. Ban đầu cô cứ nghĩ rằng cậu bé không muốn tiếp xúc hay là e ngại nên mới không nói chuyện với cô. Nào ngờ cậu bé này lại bị câm. Nhưng chỉ có cách đưa em đến với các chú công an thì họ mới nhanh chóng tìm được người thân cho em. Diệp Lan vừa mới dứt lời thì cậu bé kéo ống tay áo của mình lên, nhìn vào cánh tay nhỏ đầy vết thâm tím của cậu bé. Diệp Lan sững sờ đứng hình mất vài giây. Cậu bé liên tục kéo thêm phần áo lên để lộ ra chiếc bụng nhỏ nhắn. Trên đấy cũng xuất hiện không ít vết bầm xanh bầm tím. Diệp Lan giật mình, nhất thời không biết nên nói thế nào mới phải. Hóa giờ cậu bé bị người nhà bạo hành nên mới chạy trốn đến đây. Cậu bé không muốn tìm lại người thân nên mới từ chối sự giúp đỡ của cô. Lúc Diệp Lan đang còn xót xa thay cậu bé thì cậu bé lấy từ trong túi áo ra một cây viết và một cuốn sổ nhỏ sau đó nắn nót từng chữ lên cuốn sổ ấy một lúc sau cậu bé đưa cuốn sổ cho diệp lan cô nhận lấy và đọc từng chữ nguệch ngoạc trên trang giấy trắng em xin chị chị đừng đưa em về căn nhà đó bà ấy sẽ đánh em chết đọc xong dòng này trái tim diệp lan cơ hồ truyền đến cảm giác ngột ngạt không nói nên lời rõ ràng trước mặt cô là một cậu bé cực kỳ đáng yêu với đôi mắt tròn xoe và khuôn mặt bụ bẫm vậy mà người mẹ nào lại chẳng thương con mình còn hành hạ nó ra nông nỗi này diệp lan không muốn đưa cậu bé về nhưng hiện tại cô nên đưa nó đi đến đâu chứ diệp lan suy nghĩ vài giây và cuối cùng tia lương thiện trong lòng cô trỗi dậy cô động lòng chắc ẩn đối với tình cảnh của cậu bé cô đưa bàn tay nắm lấy tay của cậu bé Chị đưa em về nhà chị có được không? Nghe Diệp Lan đề xuất ý kiến này, khuôn mặt ủ rột và đầy nước mắt của cậu bé bỗng trở nên tươi tắn. Cậu nở một nụ cười ngọt ngào rồi gật đầu chắc nịch. Ừ. Vậy bây giờ cùng chị trở về nhà nhé. Nói xong cô liền nắm lấy tay cậu bé dẫn nó về nhà. Diệp Lan biết ông Tâm và bà Diệu sẽ không bao giờ đồng ý việc cô đưa cậu bé này về, nhưng cô không thể nào bỏ mặc nó cứ đưa nó về trước, còn mọi chuyện tính sau. Trên đường đi, Diệp Lan bắt chuyện với cậu bé. Em tên là gì? Có thể cho chị biết tên được không? Cậu bé im lặng, không nói gì. Giây sau cậu liền ghi vào tờ giấy một dòng chữ rồi đưa cho cô. Chị đặt tên cho em đi. Diệp Lan biết cậu bé có tên, nhưng vì không muốn nhắc về ký ức và kỷ niệm đau buồn trong quá khứ, nên mới đề nghị cô đặt cho cậu một cái tên mới nếu như vậy thì cô sẽ thành toàn cho cậu diệp lan đào mắt suy nghĩ một chút sau đó cô mới thốt lên một cái tên thanh tuấn phan thanh tuấn em thấy cái tên này có được không họ phan là họ của chị cậu bé gật đầu khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng quả đúng như suy đoán của diệp lan khi thấy cô đưa từ ngoài về một cậu bé xa lạ cả căn nhà đều nháo nhào cả lên đầu tiên là bà diệu bà ta tỏ rõ thái độ trước tuấn thằng nhóc con này là ai mày lấy đâu ra một đứa trẻ và đưa nó về đây thành tuấn sợ hãi trước sự dữ tợn của bà diệu diệp lan vỗ nhẹ lên vai nó hai cái rồi kéo nó đứng ra sau lưng mình cô nhìn trực diện bà diệu thẳng thắn nói lên suy nghĩ của cô từ nay về sau đứa trẻ này là con nuôi của con con chính thức nhận nuôi nó Bà Diệu đập tay xuống bàn. Hàm hồ, thân mày, căn nhà này còn chẳng muốn lo đến. Mày rời, mày lại rước đâu thêm một đứa, một đứa cục đỡ thế này. Đi đi, đi đi. Ông Tâm cũng không nhịn được, ông chen vào nói ngay. Diệp Lan, mày có thôi ngay đi không? Đứa bé này ở đâu? Mày lấy ở đâu thì mày trả về chỗ cũ đi. Tao không cho phép mày nhận nuôi nó. Chả có ích gì, còn tốn cơm tốn gạo. Gia Dung chứng kiến cảnh tượng này, khóe môi cô ta nhếch lên trào phúng. Ôi trời, đúng là rảnh rỗi quá, không có chuyện gì làm, lại sinh ra nông nỗi. Làm gì có chuyện một người trên trời rơi xuống lại được nhận nuôi. Hô, chị đang sợ mình không sinh được con, nên mới nhận nuôi một đứa con trai trước có phải không? Diệp Lan quá quen với mồm miệng độc địa này của Gia Dung, hiện tại cô chẳng thèm bận tâm đến cô ta làm gì nữa việc mà cô cần làm bây giờ đó chính là phải xử lý xong mọi chuyện trong ngày hôm nay diệp lan không để tâm đến những gì gia dung nói cô tiếp tục chủ đề với ông bà dạ thưa ba mẹ một khi con đưa ra quyết định nhận thanh tuấn làm con nuôi thì con không bao giờ từ bỏ ý định này nhưng hai người yên tâm con không để hai người phải bỏ tiền ra để lo lắng cho thanh tuấn con của con con có thể tự lo được trên đường trở về, Diệp Lan suy nghĩ rất kỹ và giờ đây, cô quyết định nêu lên ý định cho chính mình. Căn nhà này từ đầu vốn chẳng thuộc về con. Gia sản kích xù này cũng vậy. Thế nên, con quyết định sẽ dọn ra ngoài sống riêng. Và sau này, con không cần hai người phải chia gia tài cho con, nhưng với điều kiện là bây giờ hai người phải mua cho con một căn biệt thự để con đứng tên. Sau khi con có được căn biệt thự đó, thì con dọn hẳn ra ngoài, hoàn toàn không dính dáng gì đến nhà họ Phan này nữa. Với điều kiện này, chắc là không thiệt hại gì cho mọi người chứ. Nghe được những gì cô vừa đề nghị, Gia Dung vội vàng nhảy vào. Chị nói có thật không? Miễn là bây giờ ba cho chị một căn biệt thự, thì sau này, gia sản của căn nhà này, chị không lấy một đồng một cách nào có phải không? Nhận thấy rõ sự tham lam trong đôi mắt sâu thẳm của Gia Dung, Diệp Lan nghĩ át hẳn cô ta đang khoái trí lắm. Cô chỉ có một căn biệt thự còn tất cả những thứ còn lại đều thuộc về cô ta. Như thế thì còn gì bằng chứ? Diệp Lan gật đầu chắc nịch. Đúng vậy. Thật ra ban đầu Diệp Lan chỉ muốn dọn ra ngoài sống riêng thôi. Thậm chí cô còn không cần đến tiền của bọn họ. Nhưng như vậy thì lại quá hời cho Gia Dung. Dù gì hiện tại cô vẫn chưa có đủ kinh phí để mua riêng cho mình một căn nhà. Vậy thì không ngại gì, đòi của ông Tâm. Cô biết chắc chắn rằng bọn họ sẽ đồng ý nhanh chóng vì điều kiện này quá hời cho họ, cô tiếp tục khẳng định thêm. Nếu như còn không tin, tôi có thể viết một tờ cam kết không nhận một chút gia sản nào từ nhà họ Phan. Bà Diệu Hoài nghi nhìn cô, bởi vì bà ta không nghĩ rằng cô lại có thể đưa ra lựa chọn này mày muốn bỏ đi mà không lấy thêm gì ngoài một căn biệt thự có đúng không một căn nhà đối với tôi là quá đủ diệp lan nói xong cười khẩy châm chọc chẳng phải như vậy đúng với ý của mẹ sao bà diệu không biết nên nói gì mới đúng lúc này bỗng dưng ông tâm lên tiếng chấp thuận thôi được rồi tao sẽ cho mày một căn biệt thự mày cũng nên nhớ những gì mà mày nói với tao thành giao cuộc giao dịch này xem như đã hoàn thành đáy lòng diệp lan bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm gia dung không khỏi đắc ý cô ta vốn tưởng sẽ cần phải tốn rất nhiều thời gian để tống cổ diệp lan đi nhưng không ngờ cô lại đưa ra đề xuất này vậy thì trong tương lai không còn ai tranh giành với ả ta nữa gia dung cảm thấy sung sướng không gì bằng Diệp Lan đưa thành Tuấn lên phòng cô hỏi cu cậu từ nay về sau chị là mẹ của em em có đồng ý không Thành Tuấn gật đầu nhưng cậu không hiểu cậu lấy giấy bút ra và đặt câu hỏi lên trên đấy vì sao lại là mẹ mà không phải là chị của em bởi vì chị muốn làm mẹ của em năm nay Diệp Lan 26 tuổi nếu như cô lấy chồng sớm thì biết đâu cô cũng có một đứa con chạc tuổi Thanh Tuấn. Nghĩ đến đây cô bật cười. Thật ra cô muốn để Thanh Tuấn làm con trai mình là bởi vì muốn cậu bé có thể cảm nhận được tình thương của một người mẹ. Quá khứ của Thanh Tuấn là một chuỗi bi thương. Át hẳn cậu chưa từng biết được tình cảm mẹ con như thế nào. Vậy thì để cô, cô sẽ làm mẹ cậu, khiến cho cậu được hưởng niềm hạnh phúc trong một gia đình. Vậy có được không?" Diệp Lan hỏi thêm, Thành Tuấn không còn thắc mắc gì, cậu ấy gật đầu mỉm cười. Diệp Lan hài lòng không thôi, cô để cu cậu ngồi xuống giường rồi dặn dò tiếp. "Đợi mẹ một chút, mẹ thay đồ xong, mẹ dẫn con đi mua quần áo mới nhé." Thành Tuấn gật đầu, ánh mắt sáng như ngôi sao trên trời, Thành Tuấn rất ngoan ngoãn, lúc Diệp Lan tắm thì cậu bé ngồi yên bên ngoài chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, cô từ phòng tắm bước ra, trên người diện một bộ đồ thể thao thoải mái. Thanh Tuấn, chúng ta đi thôi. Cô đưa tay ra muốn nắm lấy tay của Thanh Tuấn, nhưng lúc này cu cậu lại đưa một cuốn sổ nhỏ cho cô. Trên đấy là một câu nhắn nhủ mà cu cậu dành cho cô. Mẹ ơi, có phải vì con mà mẹ mới phải rời khỏi căn nhà này không? Nếu sự thật là như vậy, thì lỗi lầm tất cả là tại con. Đọc xong dòng này, Diệp Lan đưa mắt nhìn khuôn mặt buồn bã của Thanh Tuấn. Cô cảm thấy nó thật sự rất hiểu chuyện. Cô đưa tay sờ vào mặt nó. Cô mỉm cười. Mẹ và những người đó vốn bất hòa từ rất lâu rồi. Mẹ cũng có ý định dọn ra ngoài sống riêng. Hôm nay sẵn có cơ hội nên mẹ mới đưa ra đề xuất đó. Sau này mẹ sẽ lo cho con. Con không cần phải sợ bị người khác ức hiếp nhé. Thành Tuấn nhìn Diệp Lan chăm chú Cô tiếp tục bổ sung Người thân của mẹ Cũng giống như người thân của con Họ đều không yêu thương chúng ta Nếu đã như vậy Thì hai mẹ con mình sẽ yêu thương lẫn nhau Còn thấy có được không? Thành Tuấn dường như hiểu ra mọi chuyện Cậu bé gật đầu thật mạnh Biểu thị cho sự đồng tình Diệp Lan vui vẻ Nắm lấy tay cậu bé Và cùng bước ra bên ngoài cô dẫn thanh tuấn cùng đi mua một số đồ dùng cá nhân cho cu cậu như bàn chải đánh răng còn có giày dép quần áo thậm chí là sách vở cô còn có ý định đưa cậu bé đến trường thanh tuấn rất thích trên môi của nó luôn nở một nụ cười tươi sáng sau đó cô còn đưa cu cậu đi chơi đi ăn uống hỏng muốn cu cậu có thể quên được chuyện cũ khiến tâm tình của cu cậu trở nên tốt hơn diệp lan không nghĩ rằng Ông Tâm lại có thể hành động như vậy chỉ trong một buổi sáng ông ta đã mua xong cho cô một căn biệt thự. Cô vừa về đến nhà thì ông Tâm đã bàn giao cho cô. Ông ta hất hàm nhìn về phía chiếc bàn trước mặt. Đấy là giấy tờ nhà cũng như chìa khóa của căn biệt thự. Tất cả là của mày. Diệp Lan nghe xong nhếch môi cô gật đầu. Con cảm ơn ba Bà Diệu không ưa nổi cái khuôn mặt đáng ghét của cô, nên giờ đây chỉ muốn tống cổ cô ra khỏi nhà. Bà ta dục dã cô. "Nếu như mày có thứ mày muốn rồi, vậy bây giờ mày tính thế nào? Bao giờ mày mới chuyển đi? Bây giờ hay là lát nữa?" Trước sự lạnh nhạt, thái độ chán ghét của bà Diệu dành cho mình, Diệp Lan đã quá quen thuộc, cô không bận tâm và chẳng buồn gì nữa. Cô chỉ đáp nhẹ một câu. "Bây giờ con sẽ đi." vậy thì nhanh cái chân lên bà diệu bực bội ra mặt không muốn nhìn thấy diệp lan thêm một giây một phút nào nữa nằm đó vì khó sinh nên xém chút nữa bà diệu không qua khỏi sau khi sinh diệp lan xong thì sức khỏe của bà ta cứ tuột dốc không phanh đau ốm liên miên phải một thời gian dài tĩnh dưỡng lại thì bà ta mới hồi phục lại như bình thường không những vậy thời khắc mà diệp lan được sinh ra cũng là lúc công ty nhà họ Phan gặp khó khăn về tài chính, chẳng thể nào xoay sở nổi. Bà Diệu luôn cho rằng Diệp Lan chính là sao trổi, là một thứ không tốt lành gì. Vậy nên từ trước đến nay, bà ta vốn không hề thương yêu cô, càng không để tâm cô trong mắt. Mặc dù có quan hệ máu mủ, nhưng bà Diệu thà không quen biết Diệp Lan còn hơn, bởi nỗi ám ảnh năm đó đã khiến cho bà ta hoàng sợ rất nhiều, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không qua nổi thế nên đừng trách vì sao bà ta không hòa thuận và xem Diệp lan là con ruột đứng trước cuộc vui này gia dạ dùng không thể nào giữ được sự im lặng cô ta cười khinh bỉ chị nhớ những gì mà chị từng nói nhé một khi chị bước chân ra khỏi căn nhà này thì đừng bao giờ mơ mà quay về sau này nếu có gặp chuyện gì khó khăn chị đừng vác cái mặt nhục nhã về đây căn nhà này không bao giờ chứa chấp chị và cả cái thằng nhóc Ngờ ngạch kia đâu Diệp Lan không mấy để tâm Cô cười thở ơ Cô yên tâm Từ nay về sau Tôi và các người cắt đứt mọi quan hệ Không còn liên quan gì đến nhau nữa Như vậy Khiến cho các người hài lòng rồi chứ Nói xong Diệp Lan liền cầm giấy tờ trên bàn Cũng như chìa khóa nhà Và nắm tay Thanh Tuấn Bước thẳng lên lầu Giờ đây việc mà cô cần làm Là đó chính là thu xếp đồ đạc và dọn khỏi căn nhà ngột ngạt này. Diệp Lan bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình một cách nhanh chóng. Cô dồn tất cả vào hai cái vali lớn trước khi chuẩn bị rời đi. Cô đưa mắt nhìn căn phòng trống thêm một lần cuối. Diệp Lan không tỏ ra tiếc nuối. Cô đưa Thanh Tuấn cùng đi xuống lầu. Vì di chuyển bằng xe máy nên Diệp Lan không thể nào chờ hết hai cái vali to đùng này được nên cô gọi xe chuyển đồ sang nhà mới còn mình thì chạy chiếc xe Vision màu trắng mà Thanh Tuấn ngồi bên sau. Chạy xe tầm nửa tiếng thì đến nơi, Diệp Lan đưa mắt nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mặt, xem ra ông Tâm cũng không keo kiệt đến mức cho cô một căn nhà không ra gì. Diệp Lan xuống xe, cô mở cổng, nhìn mảnh sân rộng rãi trước mặt, tâm tình của cô bất giác trở nên thoải mái vì sự bình yên này. "Thanh Tuấn à, sau này nơi đây" là nhà của hai mẹ con chúng ta. Diệp Lan vội vàng cùng Thanh Tuấn vào xem nhà mới. Cô quay sang hỏi cu cậu. Còn có thấy thích căn biệt thự này không? Thanh Tuấn gật đầu đôi mắt sáng rỡ. Thấy cậu vui như vậy, Diệp Lan cũng vui. Vậy là từ nay về sau, cô chính thức sống tự lập. Điều đó cũng có nghĩa rằng cô đã hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với người nhà họ Phan. Vĩnh viễn không bao giờ muốn quay trở lại căn phòng đó nữa. Diệp Lan thiết nghĩ, không có cô, át hẳn là mọi người sẽ vui mừng biết bao nhiêu. Quả thật, như những gì cô suy đoán, bà Diệu và Gia Dung vui đến mức đãi tiệc trong nhà, họ quay quần bên nhau trong bữa ăn nhiều màu sắc, trên môi ai nấy đều thể hiện một nụ cười tươi tắn. Ngày Diệp Lan rời đi, cuối cùng cũng đến. Không có nó gia đình chúng ta mới thực sự trọn vẹn. Lúc có nó ở đây, mẹ cảm thấy như có người thừa trong căn nhà này. Thật là bứt rứt làm sao. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Cô Vợ Sao Chổi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Ngọc Trân. Cảm ơn tác giả Ngọc Trân, cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này và chúng ta vừa mới được làm quen với một cô gái tên là Diệp Lan, một cái tên rất đẹp, nhưng mà số phận của cô lại không đẹp chút nào. Cô được sinh ra và lớn lên bởi chính bố mẹ ruột của mình, nhưng lại bị bọn họ hắt hủi. Và sau khi mà quyết định rời xa gia đình nhà họ Phan thì trong tay của cô có một căn nhà mới. Vậy thì cuộc sống của cô tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 2 của câu chuyện này vào trưa ngày mai để biết thêm những tình tiết bất ngờ tâm an xin cảm ơn và chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe cảm ơn quý vị hẹn gặp lại quý vị vào những tập truyện tiếp theo